Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 40. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị giết Lôi Thương Lan hay sao? Đám người cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, tất cả đều lộ ra vẻ kiêng dè, người này thật đúng là quá đáng sợ. Ngược lại là những tu sĩ đại ly đế triều kia tựa như đã sớm quen thuộc Tiêu Phàm kiêu hoành bạt hổ. Chân chính biết Tiêu Phàm đều rõ ràng, Tiêu Phàm đối với người muốn giết hắn, cho tới bây giờ đều sẽ không nhân từ nương tay, hắn không cần biết thân phận ngươi là gì. Giết người này, giết người kia, thực không biết ngươi giết đến ai. Tiêu Phàm đi tới trước người Lôi Thương Lan, mặt coi thường nói, chậm rãi giơ tu la kiếm trong tay lên. Dừng tay, mắt thấy tu la kiếm chạm xuống dưới, một tiếng quát như sấm từ phía sau truyền đến. Tiêu Phàm hơi hơi quay đầu lại nhìn thấy một thanh niên lam bào từ hành lang bên kia chậm rãi đi tới. Hắn giữa trán đầy đặn, mặt như ngọc quan, trong lúc giơ tay nhấc chân khắp nơi tản ra một loại khí chất tự tin bá đạo, một đôi con ngươi thâm thúy tràn ngập một cỗ khí tức băng lãnh, bên trong ánh mắt hắn căn bản nhìn không bất luận cái gì tình cảm. Lôi Thương Hải, trong đám người có người nhận ra thanh niên lam bào, con người bỗng nhiên co rụt lại. Không ít người càng bị dọa đến vội vàng trở lại phần tu luyện thất của mình, nơi này có hồn giới thủ hộ, dù là chiến đế cảnh cũng không thể hủy diệt nơi này, bọn hắn không muốn tai bay vạ gió. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là lưu lại, bọn hắn rất muốn biết tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì. Ha ha, đại ca ta đến, tiểu tử, thức thời một chút thì tự sát đi. Lôi Thương Lan ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ tùy tiện, tựa như Lôi Thương Hải đến để cứu hắn. Lôi Thương Hải, lần này công nhận tam đại siêu cấp thiên tài, nghe nói đã một chân bước vào chiến đế cảnh, tùy thời có thể trở thành cường giả chiến đế. Đúng vậy, lần này cùng Chỉ Thu Tuyết và Công Tôn Kiếm có thể so sánh với hắn, người này tuy mạnh nhưng chưa chắc là đối thủ Lôi Thương Hải. Đây không phải nói nhảm à, Lôi Thương Hải là thiên tài được bát đại thế gia Lôi gia tán thành, một khi hắn đột phá chiến đế là hắn có thể tiến vào vô song thánh thành Lôi gia. Như thế nào một tiểu bối vô danh là đối thủ? Ánh mắt đám người nhìn về phía Lôi Thương Hải tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ, tại cái thế giới này chỉ có cường giả đáng được tôn trọng, như Tiêu Phàm vô danh tiểu tốt bậc này không có ai tận lực quan tâm. Nhưng mà sau một khắc, sự tình phát sinh khiến tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Phốc, chỉ thấy một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm đột nhiên lăng không chém một cái, trực tiếp xẹt qua cổ Lôi Thương Lan. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Ngươi, Lôi Thương Lan kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hai mắt vừa mở đều là vẻ kinh hãi cùng khó tin, hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ giết hắn. Nhìn thấy đại ca Lôi Thương Hải, hắn còn dám giết mình. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Đám người cũng rung động tới cực điểm, bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỉ như Tiêu Phàm nhìn thấy là Lôi Thương Hải là ca ca Lôi Thương Lan sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thậm chí đúng như Lôi Thương Lan nói, tự sát tạ tội. Những khả năng này bọn hắn đều từng nghĩ tới, nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tiêu Phàm đối với thân phận Lôi Thương Hải vậy mà hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Cái gì tam đại siêu cấp thiên tài, cái gì người bát đại thế gia, hắn đều không để vào mắt, trực tiếp một kiếm làm thịt Lôi Thương Lan. Long Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cho dù là nàng cũng kinh ngạc tới cực điểm, nguyên bản tưởng là Tiêu Phàm đem Lôi Thương Lan giáo huấn một lần. Không nghĩ tới thực giết hắn. Long Vũ cảm giác bản thân tựa như lần thứ nhất biết Tiêu Phàm, nàng phát hiện, bản thân đối với Tiêu Phàm còn chưa biết đủ, còn người nàng nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập một loại lửa nóng. Theo Long Vũ, Tiêu Phàm sở dĩ giết Lôi Thương Lan chỉ là vì thay nàng báo thù mà thôi. Thời điểm ngươi muốn giết người, liền chuẩn bị người giết đi. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt quét Lôi Thương Lan, từ một khắc Lôi Thương Lan thật muốn giết Tiêu Phàm trở đi. Kết cục hắn liền đã được định trước. Nếu là Tiêu Phàm một năm trước, hắn có lẽ còn tha cho Lôi Thương Lan, nhưng hơn một năm nay, Tiêu Phàm trải qua quá nhiều chuyện. Dù là hắn buông tha Lôi Thương Lan cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, đã như thế còn không bằng trực tiếp giết hắn. Cái thế giới này thực lực phi tôn, ai nắm đấm lớn người đó liền có thể làm chúa tể tính mạng mình và tính mạng người khác. Duy nhất coi như bình tĩnh. Cũng chỉ có bàn tử cùng quan tiểu thất bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, đổi lại là bọn hắn cũng sẽ không chút do dự giết Lôi Thương Lan, huống chi Tiêu Phàm. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Dám giết đệ đệ ta,
ngươi có biết tử vong là tư vị gì không? Toàn thân Lôi Thương Hải run rẩy kịch liệt một cái, hắn tức điên, phóng nhãn Nam vực người biết tên Lôi Thương Hải hắn, có ai không cho hắn mặt mũi? Nhưng Tiêu Phàm vậy mà không nhìn hắn, hơn nữa còn ngay trước mặt hắn giết đệ đệ của hắn, đây không phải trần trụi đánh vào mặt Lôi Thương Hải hay sao? Dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đánh vào mặt Lôi Thương Hải, Tiêu Phàm tuyệt đối là kẻ thứ nhất. Hắn muốn giết ta, ngươi ở đâu? Ta muốn giết hắn, ngươi liền như là một con tiểu châu chấu nhảy nhót ra. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết, đây là chuẩn tắc làm người của Tiêu Phàm. Đừng nói Lôi Thương Lan, dù là Lôi Thương Hải ta cũng dám giết. Tiểu châu chấu, ngươi nói ta là tiểu châu chấu. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Lôi Thương Hải lập tức cười gằn, sát khí đằng đằng nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử, chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta sẽ để ngươi chậm rãi thể nghiệm tư vị tử vong, đem từng giọt huyết hút khô, đem từng mảnh thịt cắt xuống cho chó ăn, để ngươi sống không bằng chết. Thanh âm Lôi Thương Hải âm lãnh trầm thấp, người xung quanh nghe được câu này không khỏi lạnh run, tất cả đều bị sát khí trên người Lôi Thương Hải trấn nhiếp. Bọn hắn biết Lôi Thương Hải đã triệt để phẫn nộ. Yên tâm, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí vô cùng băng lãnh, hắn đã sớm nhìn thấu tất cả, dù là hắn buông tha Lôi Thương Lan, Lôi Thương Hải cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy, còn không bằng giết rồi nói, huống chi lấy thực lực hắn hiện tại căn bản không sợ Lôi Thương Hải. Giống, đột nhiên, Lôi Thương Hải dường như một đầu dã thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một cỗ sóng xung kích hùng hậu gào thét ra, xông thẳng não hải Tiêu Phàm. Chiến đế ý chí, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hơi ngoài ý muốn nhìn Lôi Thương Hải, hắn vốn cho rằng chỉ có hắn lĩnh ngộ ý chí đột phá đến chiến đế cảnh, không nghĩ tới Lôi Thương Hải cũng đột phá đến chiến đế. Hơn nữa, chỉ từ cỗ ý chí cuồng bá kia thì thực lực Lôi Thương Hải đoán chừng so với Lôi Vũ cũng không mảy may yếu hơn. Bất quá điểm ấy ý chí trùng kích vẫn không làm gì được hắn. Cỗ ý chí trùng kích khi tiến vào trong đầu Tiêu Phàm liền biến mất không thấy gì nữa, bị tu la ý chí chấn vụn nát. Nguyên lai có chút thủ đoạn, Lôi Thương Hải hơi động dung, sát ý càng ngày càng đậm, đột nhiên thân hình lóe lên, thân thể bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết đến, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. Thần sắc Tiêu Phàm vẫn thập phần bình tĩnh, đưa tay chém ra một kiếm, một dải lụa vạch phá không trung, cùng Lôi Thương Hải đâm vào cùng một chỗ. Không trung truyền ra trận thanh âm bén nhọn, bên trong hành lang đốm lửa bắn tứ tung, tu sĩ khác bị dọa đến nhao nhao trốn vào bên trong tu luyện thất, Long Vũ cùng Bàn Tử đều không ngoại lệ. Từng khỏa huyết châu tại hư không bay vụt, cùng lúc đó, thân hình Lôi Thương Hải rút lui mấy bước, trên cánh tay trái hiện ra quang mang màu đỏ tươi. Đám người thấy thế, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh hãi, cường hãn như Lôi Thương Hải vậy mà cũng thụ thương. Lôi Thương Hải vậy mà thụ thương, ai cũng không ngờ tới, tu sĩ Đại Thương Đế Triều đi cùng Lôi Thương Hải đến, tất cả đều trợn tròn mắt. Lôi Thương Hải thiên phú danh xưng trăm năm khó gặp, những năm gần đây, hắn một đường hát vang, quét ngang Đại Thương Đế Triều cùng tuổi một đời không có đối thủ, dù là tu sĩ thế hệ trước ở trước mặt hắn đều tự than thở không bằng. Một chút cường giả chiến đế cảnh đã từng lên tiếng, lấy thiên phú Lôi Thương Hải nếu như thêm một chút vận khí. Rất có thể sẽ đột phá chiến thánh cảnh. Cường giả chiến thánh cảnh, đây chính là tồn tại cực kỳ thưa thớt, dù là vô song thánh thành đều cực kỳ hiếm có. Những năm gần đây, có rất ít người nhìn thấy qua chiến thánh, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói một ít sự tích bọn hắn mà thôi. Ánh mắt Lôi Thương Hải lạnh lẽo, thần sắc dữ tợn, trong lòng hắn cũng thập phần ngoài ý muốn, hắn thấy Tiêu Phàm cũng chỉ là một chiến hoàng cảnh mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tiêu Phàm lại là một chiến đế cảnh, khó trách hắn dám ngay trước mặt mình giết Lôi Thương Lan. Vốn cho là trừ Chỉ Thu Tuyết cùng Công Tôn Kiếm ra, ta là chiến đế cảnh duy nhất, hiện tại nhìn đến, có lẽ bên trong 800 người này còn ẩn giấu không ít cao thủ. Trong lòng Lôi Thương Hải khuyên bảo bản thân, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Như Lôi Thương Lan chính là trông mặt mà bắt hình dong, cho nên mới mất mạng. Lúc này... Ánh mắt Lôi Thương Hải lần nữa rơi trên người Tiêu Phàm, nói, nơi này quá chật hẹp, ngươi và ta ra ngoài chiến một trận, làm một đoạn. Ta với ngươi không có gì có thể đoạn. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, trước đó hắn cũng đã nghe nói danh tự Lôi Thương Hải, chỉ là một mực không đặt ở trong lòng, không nghĩ tới Lôi Thương Hải vậy mà cũng đột phá đến chiến đế cảnh,
cũng không hổ là một trong tam đại siêu cấp thiên tài. Hơn nữa, chiến lực hắn thập phần cường đại, liền chiến đế cường giả thế hệ trước đều không cách nào so sánh, là thiên tài chân chính. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn không có bất kỳ e ngại nào, thật muốn chiến một trận, cùng tuổi một đời, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Làm sao, ngươi sợ? Gặp Tiêu Phàm bất vi sở động, Lôi Thương Hải sầm mặt lại, sát cơ không thèm mảy may che giấu. Sợ, Tiêu Phàm cười, nhàn nhạt lắc đầu, chỉ cần theo Lôi Thương Hải, Tiêu Phàm chẳng thèm ngó tới. Sau đó Tiêu Phàm đột nhiên ngoác ngoác ngón tay, nghiền ngẫm cười nói, ngươi muốn chiến một trận, nơi này liền có thể. Ngươi, con ngươi Lôi Thương Hải băng lãnh tới cực điểm, cũng không phải vì nơi này quá chật, không phát huy tốt, mà là hắn không muốn hủy hoại phi độ chiến thuyền. Lực phòng ngự phi độ chiến thuyền mặc dù cường đại, chiến đế khó mà hủy hoại, nhưng Lôi Thương Hải nếu như toàn lực ứng phó mà nói thì vẫn khó trách làm tổn hại. Theo Lôi Thương Hải, Tiêu Phàm chỉ là bắt lấy cớ này tránh cho đánh với hắn một trận. Không chiến đúng không, vậy ta liền không phụng bồi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, mặt coi thường nói, quay người liền hướng tu luyện thất đi đến. Ngươi trốn được hôm nay, không trốn được ngày mai. Lôi Thương Hải hừ lạnh một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi. Cho dù là hắn cũng không dám phá hư phi độ chiến thuyền, nếu chọc giận Giang Trường Thanh, hắn cũng ăn thiệt thòi, dù sao phi độ chiến thuyền không phải của Giang Trường Thanh, mà là của Chiến Hồn Điện. Yên tâm, tùy thời phụng bồi. Tiêu Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Lôi Thương Hải, phất tay, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cũng đồng thời đi vào tu luyện thất, ngay sau đó, cửa phòng tu luyện thất đóng lại. Tiêu Phàm cũng không dám ở chỗ này trắng trợn xuất thủ, dù sao Giang Trường Thanh còn đang chờ hắn phạm sai lầm, thừa cơ xuất thủ. Nếu như hủy hoại phi độ chiến thuyền, chậm trễ hành trình, Giang Trường Thanh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, đưa Tiêu Phàm hắn vào chỗ chết. Chỉ là giết chết Lôi Thương Lan quá đơn giản, Tiêu Phàm cũng không có buông tha hắn, nhưng Lôi Thương Hải thì khác, Tiêu Phàm cảm giác hắn so với Lôi Vũ còn cường đại hơn rất nhiều, không phải dễ dàng có thể chém giết. Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử cũng khinh thường liếc mắt nhìn Lôi Thương Hải, liền đi vào phòng mình. Long Vũ thấy thế cũng vội vàng đi vào một gian tu luyện thất, đóng cửa phòng, sợ Lôi Thương Hải gây bất lợi cho nàng, chỉ cần đi vào tu luyện thất liền sẽ mở ra hồn giới. Lôi Thương Hải cũng không dám tự tiện loạn động. Trong phòng, thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, nhưng trong lòng nổi lên một chút gợn sóng, nếu như không phải đột phá chiến đế cảnh, cho dù có thể giết Lôi Thương Hải, đoán chừng cũng phải ăn chút thiệt thòi, đáng tiếc, Tiêu Phàm ta xưa đâu bằng nay. Giống Tiểu Kim đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai con chân trước khoa tay, trong mắt lấp lóe sát khí. Ngươi giúp ta giết hắn, không cần thiết. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Dù hắn bây giờ đột phá chiến đế cũng có chút nhìn không thấu thực lực Tiểu Kim có lẽ thật đúng là có thể giết Lôi Thương Hải. Liếc mắt nhìn Tiểu Kim và Tiểu Minh, Tiêu Phàm lại nói, hai người các ngươi cái lúc nào có thể đột phá bát giai. Tiểu Kim gầm nhẹ, không ngừng khoa tay lấy, một bên Tiểu Minh lại cúi đầu, một mặt bất đắc dĩ. Lúc này, Tiêu Phàm rốt cục cười lên, Tiểu Minh, ngươi phải cố gắng lên, Tiểu Kim rất nhanh liền có thể đột phá bát giai. Cứu Tiểu Minh kêu to, phe phẩy cánh, tặc nhãn chuyển động, tựa như lại nói, người yên tâm, ta cũng rất nhanh đột phá bát giai. Tiêu Phàm cười không nói, sau đó liền bắt đầu tu luyện thiên lý đằng quang thuật, bên trong hồn hải còn không ngừng diễn luyện tu hồn chỉ. Vừa nãy Tiêu Phàm rất muốn thử nghiệm uy lực tu hồn chỉ, nhưng ngẫm lại vẫn từ bỏ, dù sao tu hồn chỉ hiện tại là một trong những át chủ bài lớn, tốt nhất đừng tùy tiện bại lộ. Thời gian 6-7 ngày trôi qua rất nhanh, phi độ chiến thuyền toàn lực đi đường, trên đường đi cũng tính thập phần an nhàn. Tiêu Phàm cuối cùng đem thiên lý đằng quang thuật tu luyện tới nhất trọng. Thiên lý đằng quang thuật có 3 tầng, nhất trọng cũng có thể trong nháy mắt phi trăm dặm, một khi đột phá nhị trọng, liền có thể trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 300 dặm, tam trọng chân chính là ngàn dặm đằng quang. Lấy thực lực Tiêu Phàm bây giờ có thể tu luyện thành công nhất trọng trăm dặm cũng đã xem như hết sức lợi hại. Một ngày này, Tiêu Phàm ra tu luyện thất, đi tới bong thuyền, khiến hắn rất ngạc nhiên là, phi độ chiến thuyền vậy mà trong mây mù xuyên toa, hơn nữa còn đang không ngừng bay lên. Nghe nói vô song thánh thành ở không trung, không nghĩ tới là thật. Đột nhiên, một đạo thanh âm quanh quẩn hư không, bên tai Tiêu Phàm rung động một cái, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Vô Song Thánh Thành ở trên không trung. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn đều không thể bình tĩnh được. Bằng không sao có thể xưng là Vô Song Thánh Thành đây? Vô Song Thánh Thành chính là một tòa đại thành trên không trung, thiên hạ vô song. Bởi vậy danh xưng Thiên Không Thành. Cách đó không xa có tu sĩ cảm thán nói, cao ngạo ngẩng đầu, tựa như vì bản thân biết được bí mật này mà kiêu ngạo. Oanh long long, đột nhiên, phi đội chiến thuyền rung động một trận, tốc độ bỗng tăng lên, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời hắc ám, tựa như đánh vỡ một tầng màn sáng hơi mỏng màu xám trắng, sau đó như cá vào biển cả nhảy vào bên trong màn sáng màu xám trắng. Cả quá trình này cũng không đến thời gian ba cái hô hấp, lúc bọn Tiêu Phàm mở mắt, xuất hiện bên trong ánh mắt bọn Tiêu Phàm là một mảnh quảng trường rộng lớn hoàn toàn do bạch sắt ngọc thạch đúc xây mà thành. Ngay sau đó một mùi thơm đập vào mặt, ngửi phải liền khiến cho người ta như si như say, thiên địa linh khí nồng đậm khiến lỗ chân lông toàn thân một đám tu sĩ thư giãn ra. Phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh thiên địa rộng lớn bát ngát, phía trên không trung còn có rất nhiều phù đảo to lớn, rễ cây xuyên thủng phù đảo, răng đầy hư không, quả thực là hết sức kỳ lạ. Phía dưới phù đảo là một mảnh địa vực rộng lớn, từng tòa cung điện san sát, cao ngất, xâm nghiêm, tản ra một loại khí thế bàng bạc, không phải cung điện đế triều có thể so sánh. Đám người biết mình đã đến Vô Song Thánh Thành. Không hổ là Vô Song Thánh Thành, quá bao la. Nam vực tu sĩ nhìn vô số phù đảo không chung cùng cung điện san sát nơi xa, không khỏi cảm thán nói, nơi này đâu phải là một tòa thành thị, hoàn toàn chính là một mảnh thế giới mới. Cho dù là Tiêu Phàm cũng cảm thấy Vô Song Thánh Thành cực kỳ rung động. Hắn là lần thứ nhất nghe nói Vô Song Thánh Thành lại là một tòa thiên không thành, tại không trung phía xa vạn dặm, quan sát phía dưới giống hệt chúa tể của phiến thiên địa này. Tam ca, chúng ta đến rồi. Đám người Quan Tiểu Thất cũng đi ra khoang thuyền, xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, cũng vì nhìn đến cảnh sắc trước mắt mà rung động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khó trách rất nhiều người nằm mộng cũng muốn tiến về Vô Song Thánh Thành, khó trách người Vô Song Thánh Thành đều tự hào mình là người Thánh Thành, những người khác đều là nhà quê, hiện tại ngẫm lại cũng rất bình thường. Đến rồi. Tiêu Phàm gật đầu, hắn đứng ở boong thuyền phi độ chiến thuyền ngắm nhìn nơi xa, vị trí quảng trường thập phần bao la, xung quanh có chừng ngàn trượng. Tại phía trước quảng trường là một tòa đại môn hình cung to lớn, là từ những tảng đá to lớn chế tạo thành. Hình thành chín phiến đại môn. Tại phía trên phiến cửa đá khắc lấy ba chữ lớn cứng cáp hữu lực màu vàng, Chiến Hồn Điện. Vẻn vẹn ba chữ liền cho người ta một loại cảm giác cực lớn đánh vào thị giác, bên trong ba chữ vậy mà ẩn chứa một cỗ lực lượng ý chí cường đại, người bình thường không dám tùy tiện nhìn thẳng. Đã đến Vô Song Thánh Thành, các ngươi an bài cho bọn hắn. Giang Trường Thanh xuất hiện lần nữa, dư quang liếc mắt quét Tiêu Phàm, cũng không có quá mức để ý. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn luôn cảm giác Giang Trường Thanh còn không có buông tha cho hắn, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể đem việc này đặt ở trong lòng. Mới đến, Tiêu Phàm cũng không thể không cẩn thận, bất quá Tiêu Phàm cũng không sợ Giang Trường Thanh muốn đối phó mình, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Đại Ly Đế Triều đi theo ta. Đột nhiên, thanh âm Diệp Lâm Trần vang lên bên tai Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cùng Bàn Tử nhìn nhau. Sau đó liếc mắt nhìn thật sâu Diệp Lâm Trần, trong đầu hai người còn hiển hiện tình cảnh ban đầu ở Đại Yến Vương Triều nhìn thấy Diệp Lâm Trần. Thời gian hơn một năm, bây giờ gặp lại lần nữa, ba người cũng đã không còn nhỏ yếu như vậy. Hai người gật đầu đi theo Diệp Lâm Trần, Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim, Tiểu Minh và tu sĩ Đại Ly Đế Triều cũng đi theo. Nhị ca, tam ca, các ngươi biết người này. Quan Tiểu Thất tiến đến bên cạnh Tiêu Phàm cùng Bàn Tử. Truyền âm cho hai người nói. Xem như thế đi. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đối với Diệp Lâm Trần cũng không có quá nhiều cảm nhận, chỉ là bởi vì Diệp Lâm Trần là ca ca tiểu ma nữ, cho nên Tiêu Phàm mới không có chấp nhặt với hắn. Nếu mang đi tiểu ma nữ đổi lại một người khác, đoán chừng Tiêu Phàm hiện tại đã liều mạng cùng hắn. Quan Tiểu Thất thấy Tiêu Phàm cùng Bàn Tử giống như có tâm sự nặng nề, cũng không tiếp tục đặt câu hỏi. Lúc này, Diệp Lâm Trần mang theo đám người Đại Ly Đế Triều đi vào cửa đá, Diệp Lâm Trần đột nhiên ngừng thân hình, lật tay, trong tay đột nhiên thêm ra 50 đến 60 khối bạch sắc ngọc bài. Lập tức nhìn về phía đám người nói, cái này là thân phận bài các ngươi tại Vô Song Thánh Thành, một khi bị phát hiện mất đi người,
nhẹ thì trục xuất Vô Song Thánh Thành, nặng thì chết. Nói đến chữ chết này, Diệp Lâm Trần không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, nhưng thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, tựa như căn bản không nghe được. Ngược lại những người khác bị dọa đến toàn thân khẽ run lên, lúc tiếp nhận ngọc bài từ trong tay Diệp Lâm Trần rất nhiều người run nhẹ nhẹ. Tiêu Phàm cũng lĩnh một khối ngọc bài, quét mắt một vòng liền tùy ý ném vào bên trong hồn giới. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, thân phận ngọc bài cũng không có gì rất đặc biệt, chỉ là phía trên có một đường vân thần bí mà thôi. Đường vân kia không phải người bình thường có thể điêu khắc ra, bởi vì đó là một đạo hồn văn, người không hiểu hồn văn dù là chiến đế cảnh cũng điêu khắc không ra. Vô Song Thánh Thành chia làm thượng trọng thiên và hạ trọng thiên, vị trí các ngươi hiện tại chính là hạ trọng thiên, ngoại điện chiến hồn điện. Dựa vào lệnh bài thân phận trong tay các ngươi có thể tại hạ trọng thiên hành tẩu, đương nhiên, ta khuyên các ngươi một câu, vô luận đến đâu, tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Ngữ khí Diệp Lâm Trần thập phần băng lãnh, không có bất kỳ tình cảm gì. Đám người gật đầu, nín thở ngưng thần nghe, sợ bỏ lỡ cái gì. Trong lòng bọn hắn cũng cảm khái không thôi, tại Nam vực bọn hắn cũng coi là nhân vật thiên tài. Nhưng đi tới Vô Song Thánh Thành phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, khó trách cũng có rất nhiều người không nguyện ý tiến vào Vô Song Thánh Thành, tình nguyện tại đế triều hưởng một đời phú quý phồn hoa. Vị sư huynh này, chúng ta không phải đến tham gia Nam vực đại bỉ à, làm sao hiện tại Nam vực đại bỉ còn chưa bắt đầu? Có người lấy dũng khí hỏi. Nam vực đại bỉ một tháng sau mới tiến hành, các ngươi không muốn bị đào thải thì những ngày sau các ngươi nên mau chóng củng cố thực lực. Đột phá tu vi đi. Ngữ khí Diệp Lâm Trần thập phần bình tĩnh nói, không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Bàn Tử. Trên đường đi không nói gì, không bao lâu, Diệp Lâm Trần mang theo mấy người dừng lại trước một mảnh tiểu viện, nói, nơi này là chỗ ở các ngươi tự an bài. Để lại một câu nói, Diệp Lâm Trần quay người chuẩn bị rời đi, chỉ là vừa mới đạp không bay lên, thanh âm Tiêu Phàm vang lên bên tai hắn, Diệp Lâm Trần. Có thể dẫn ta đi gặp tiểu ma nữ hay không? Diệp Lâm Trần có chút dừng lại khiến đám người không biết vì sao, thời gian vẻn vẹn một cái hô hấp liền hướng lấy chân trời lao đi, chỉ có một đạo thanh âm quanh quẩn bên tai Tiêu Phàm, chờ Nam vực đại bỉ, nếu như ngươi có tư cách tiến vào thượng trọng thiên rồi nói. Nam vực đại bỉ sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, mình đã đi tới Vô Song Thánh Thành còn phải đợi. Ai biết lại phải đợi bao lâu nữa đây? Giờ phút này, Tiêu Phàm một khắc đều không muốn chờ, liếc mắt nhìn phương hướng Diệp Lâm Trần rời đi, Tiêu Phàm trong nháy mắt đem một điểm đen từ ống tay áo của hắn bay ra, hướng về phương hướng Diệp Lâm Trần biến mất truy theo. Lão nhị, người đi theo ta. Nhìn thấy tu sĩ khác nhau nhau hướng trong sân đi đến, Tiêu Phàm nói với Bàn Tử. Mấy người tùy ý tuyển một gian tiểu viện, Bàn Tử nghi hoặc đi theo Tiêu Phàm vào bên trong phòng, không đợi hắn mở miệng. Tiêu Phàm đột nhiên lấy ra một khối bạch sắc ngọc phiến cùng một quyển gia cừu màu đen. Lão nhị, người đem ý thức chìm vào trong bạch sắc ngọc phiến này thử xem. Tiêu Phàm đem bạch sắc ngọc phiến đưa cho Bàn Tử nói, hắn rất rõ ràng ghi chép trong này là cái gì, nhưng Tiêu Phàm vẫn nghĩa vô phản cố đưa cho Bàn Tử. Bàn Tử không biết vì sao, nhưng lại không chút do dự dựa làm theo Tiêu Phàm nói, ý thức bao phủ bạch sắc ngọc phiến. Sau một khắc, quanh thân Bàn Tử đột nhiên kim quang đại thịnh, lôi điện cuồn cuộn, huyết dịch trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào, kinh mạch cùng hồn hải bên trong toàn bộ đều tràn đầy kim sắc lôi điện chi lực. Trên mặt Tiêu Phàm hiện ra một vòng thiếu dung, chậm chạp nói, thực có thể. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Bàn Tử liền tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, lão tam, đây là chiến thiên bí điển. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, nói, nguyên bản trước đó chuẩn bị tặng cho ngươi. Về sau bởi vì một chút sự tình nên quên mất, đến hiện tại mới đưa cho ngươi. Đúng rồi, còn có quyển gia cừu này, nếu như ta không đoán sai thì trong này ghi chép hẳn là chiến hồn thiên lôi truyền thừa của chiến tộc, hy vọng một ngày kia ngươi có thể tìm tới, kể từ đó, ngươi có thể có được truyền thừa chiến tộc hoàn chỉnh. Lão Tam, thân thể Bàn Tử khẽ run lên, hắn rất rõ ràng những đồ vật này đáng quý, nhưng Tiêu Phàm vẫn không chút do dự cho bản thân. Điều này khiến hắn như thế nào không cảm động. Giữa huynh đệ cũng không cần nói tạ ơn. Tiêu Phàm khoát khoát tay, phất tay, trong phòng đột nhiên lại xuất hiện một cái lò xích hồng như máu. Nhìn thấy cái lò hỏa hồng, Bàn Tử trực tiếp mắt trợn tròn, bờ môi run lẩy bẩy, thật lâu không nói ra được một câu. Lão nhị,
người biết cái lò này. Tiêu Phàm cổ quái nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ trong lòng, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Bàn Tử ực ực nuốt nước miếng, lúc này mới run giọng nói, cái này, đây là Cửu Dương Thần Lô trong truyền thuyết. Cửu Dương Thần Lô, nghe được cái tên này, Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ chấn động, cái tên này hắn cũng từng nghe nói qua, không đúng, nói cho đúng là bên trong Tu La truyền thừa thấy qua tin tức liên quan tới Cửu Dương Thần Lô. Không sai, chính là trấn các chi bảo Cửu Dương Thần Lô trong truyền thuyết của thần binh các, ta từng hữu hạnh nhìn thấy trên một bản thư tịch rách nát, Cửu Dương Thần Lô cùng chú tạo lô cơ hồ giống nhau như đúc. Bàn Tử khẳng định gật đầu. Sau đó hắn chạy đến bên cạnh hỏa hồng sắc chú tạo lô cẩn thận quan sát, trong lòng cũng càng ngày càng khẳng định phỏng đoán bản thân, chú tạo lô hẳn là Cửu Dương Thần Lô. Hẳn là Cửu Dương Thần Lô không sai, chỉ cần Cửu Dương Thần Lô có vẻ như thế, nhìn qua cùng chú tạo lô bình thường không có quá nhiều khác nhau. Bàn Tử nhíu mày nói. Trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ không bình tĩnh, khó trách Bạch Thạch ở gần chú tạo lô quang mang đại thịnh, nguyên lai cái lò này vậy mà không đơn giản như thế. Lão nhị, nếu như đây thực sự là Cửu Dương Thần Lô, vậy ngươi về sau tốt nhất đừng tùy tiện lấy ra. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Hắn tự nhiên tin tưởng Bàn Tử, chỉ là nếu như chú tạo lô thực sự là Cửu Dương Thần Lô, vậy liền có chút phiền phức. Dù sao, thần binh các Tiêu Phàm cũng biết. Cửu Dương Thần Lô chính là trấn các chi bảo của thần binh các, nếu như thần binh các biết Cửu Dương Thần Lô trong tay Bàn Tử nhất định sẽ gặp tai bay vạ gió. Thậm chí Tiêu Phàm đã chuẩn bị thu hồi Cửu Dương Thần Lô, nhưng Bàn Tử lại là một chú tạo sư, đồ vật này chỉ trong tay Bàn Tử mới có thể phát huy giá trị. Lão Tam, ngươi đem Cửu Dương Thần Lô cho ta. Bàn Tử ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, thần sắc kích động vô cùng. Ngươi không muốn. Vậy ta liền giữ lại vậy. Tiêu Phàm nhún nhún vai cười nói. Làm sao không muốn, Bàn Tử lách mình ngăn khuất trước người Tiêu Phàm, đưa tay vung lên, Cửu Dương Thần Lô lập tức bị hắn thu nhập vào bên trong hồn giới. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang, nhắc nhở Bàn Tử nói, lão nhị, không nên tùy ý đem chú tạo lô hiển lộ trước người khác để tránh đưa tới phiền phức. Yên tâm, ta biết rõ. Bàn Tử vỗ vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Tiêu Phàm gật đầu nhưng vẫn có chút không yên lòng, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, hắn luôn cảm giác Cửu Dương Thần Lô sẽ mang đến tai nạn rất lớn cho Bàn Tử. Bất quá nếu đã cho Bàn Tử, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không có thu hồi lại. Lúc này, hai người ra khỏi phòng lại nhìn thấy Quan Tiểu Thất, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đi đến. Nhị ca, tam ca, cái gì cũng an bài tốt rồi, nếu không chúng ta đi dạo chơi đi. Quan Tiểu Thất cười ha ha nói, tiểu tử này quả thật không an phận. Cũng tốt, đoán chừng về sau sẽ ở Vô Song Thánh Thành, quen thuộc hoàn cảnh cũng không tệ. Tiêu Phàm gật đầu nói. Nhưng trong lòng hắn nghĩ đến càng nhiều, ngưng tiếng nói, không biết tiểu ma nữ hiện tại như thế nào, Diệp Lâm Trần không cho ta gặp nàng, vậy ta liền đi tìm. Bây giờ đột phá chiến đế cảnh, muốn để thực lực ta trong thời gian ngắn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể dựa vào bát phẩm luyện thể đan cùng thối hồn đan. Thánh thành lớn như vậy, muốn gom góp dược tài hẳn là sẽ không khó. Ba người hai thú rời tiểu viện, chỗ bọn hắn ở thập phần to lớn, đây vẻn vẹn chỉ là ngoại điện chiến hồn mà thôi, bọn hắn không cách nào tưởng tượng nội điện thì sẽ mênh mông như thế nào. Thời gian một nén nhang, một nhóm Tiêu Phàm mới đi ra khỏi ngoại điện, đương nhiên. Lấy tốc độ ba người ngược lại cũng không cần tốn hao thời gian dài như vậy, chỉ là bọn hắn vừa tới Vô Song Thánh Thành, mọi thứ đều quá mức lạ lẫm. Trên đường phố, người đến người đi, ngựa xe như nước, nối liền không dứt, so với Đại Ly Đế Đô còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Bọn Tiêu Phàm vốn đã cảm thấy thực lực bản thân xem như không tồi, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi tầm 15-16 tuổi đều là chiến vương cảnh thì trong lòng liền bị đả kích. Người bình thường ở chỗ này nếu đặt ở các đại đế triều cùng vương triều Nam vực, đoán chừng đều xem như thiên tài chân chính, khó trách trong mắt tu sĩ Vô Song Thánh Thành, các đại đế triều Nam vực cũng không là cái gì. Trước đó Tiêu Phàm không thể nào hiểu được, nhưng hiện tại hắn đã rõ. Đó là Hắc Bạch Vân Báo. Quan Tiểu Thất đột nhiên chỉ một đầu hồn thú to lớn trắng đen xen kẽ nơi xa, lông tóc giống như mây kêu lên. Thất giai hậu kỳ. Bàn Tử cũng cau mày một cái, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Một đầu thất giai hậu kỳ tương đương với hồn thú chiến hoàng cảnh hậu kỳ, vậy mà chỉ có thể làm tọa kỵ,
việc này khiến bọn hắn bình tĩnh như thế nào đây? Không hổ là vô song thánh thành. Tiêu Phàm cũng không nhịn được cảm thán nói, tiếp tục đi về phía trước, tìm hiểu phong thổ nhân tình vô song thánh thành. Sau nửa ngày, mấy người rốt cục dừng lại trước một gian tử lâu, Tiêu Phàm dẫn đầu đi vào, muốn biết vô song thánh thành thì nhanh nhất là tiến vào quán rượu có lượng người lớn nhất. Ba người Tiêu Phàm mang theo Tiểu Kim, Tiểu Minh tại lầu 2 tùy ý tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, một tiểu nhị 40 mấy tuổi đi đến, khiến Tiêu Phàm bọn hắn xấu hổ là, tiểu nhị vậy mà đều là tu sĩ chiến tông cảnh. Mấy vị khách quan cần ăn chút gì? Tiểu nhị thập phần khách khí hỏi. 10 cân phi thiên ngân lang, một bát chân kê. Quan tiểu thất không chút khách khí, trực tiếp gọi mấy món, cuối cùng lại nói, mặt khác, mang đến hai vỏ rượu ngon. Có ngay, lập tức tới ngay. Tiểu nhị động tác gọn gàng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, đột nhiên, Tiêu Phàm mở miệng kêu lên. Khách quan, còn có gì phân phó? Tiểu nhị quay người, cười nhìn Tiêu Phàm nói. Xin hỏi nơi bán linh dược ở đâu? Tiêu Phàm hỏi. Mấy vị chắc hẳn không phải người vô song thánh thành đi, đến tham gia Nam vực đại bỉ. Tiểu nhị liếc mắt liền nhìn ra lai lịch Tiêu Phàm bọn hắn. Ngay sau đó, thanh âm tiểu nhị im bặt, trong nháy mắt liền không nói nữa. Sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, trong tay lấy ra 10 viên cực phẩm hồn thạch bày ở một góc bàn, tiểu nhị thập phần thành thạo đem 10 viên cực phẩm hồn thạch thu hồi lại. Lập tức cười ha hả nói ra, cả tòa vô song thánh thành chia làm thượng trọng thiên và hạ trọng thiên, các ngươi hẳn biết chứ, hiện tại vị trí chúng ta chính là vô song thánh thành hạ trọng thiên, muốn đi vào thượng trọng thiên không phải dễ dàng, chỉ ít, lấy thực lực các ngươi khẳng định làm không được. Nghe thấy tiểu nhị nói, quan tiểu thất kém chút bão nổi, lại bị ánh mắt Tiêu Phàm ngăn lại. Tiểu nhị như thế nào không cảm ứng được địch ý trong mắt quan tiểu thất, bất quá lại coi thường nói, về phần nơi bán ra linh dược dĩ nhiên không ít, các ngươi có từng nghe nói qua nhị điện, tam các và tam cung chưa? Ba người Tiêu Phàm lắc đầu, mặc dù bọn hắn hận không thể một phát tát chết tiểu nhị, nhưng vẫn không cắt ngang, những sự tình này biết một chút cũng là chuyện tốt. Bất quá thánh thành phân bố thế lực, Tiêu Phàm trước đó đã từ trong miệng bác lão nghe nói, ngược lại là không có quá nhiều hứng thú. Thấy Tiêu Phàm ba người không hiểu, tiểu nhị lập tức một mặt ngạo nghễ, cái đuôi đều vểnh lên, nói ra, nhị điện là chỉ chiến thần điện cùng chiến hồn điện, chiến thần điện tự nhiên không cần nhiều lời, đó là chí cao vô thượng, không ai không siêu việt, dù là chiến hồn điện cũng siêu nhiên thế ngoại. Tam các, theo thứ tự là thần dược các, thần binh các. Cùng liệp hồn các, tam đại thế lực tồn tại bao lâu đã không ai khảo cứu, nhưng không ai dám khiêu chiến uy thế tam các. Tam cung, chỉ là Lăng Vân cung, Cửu Tiêu cung cùng Vô Nhai cung, các ngươi từ nơi khác đến, hẳn nghe nói qua tam đại thương hội đi. Tam đại thương hội chính là thế lực cấp dưới của tam cung. Tiểu nhị một hơi nói xong, càng nói càng kích động, khiến Tiêu Phàm bọn hắn thập phần im lặng. Ngươi nói những cái này có vẻ như cùng nơi bán ra linh dược không quan hệ. Quan tiểu thất sốt cục nhịn không được, cau mày một cái nói. Nghe thấy quan tiểu thất nói, tiểu nhị trên mặt một trận xấu hổ, vội ho một tiếng nói, ta nói tự nhiên có quan hệ, các ngươi muốn mua linh dược có thể tiến về Lăng Vân cung, Cửu Tiêu cung cùng Vô Nhai cung thương hội, nếu như muốn luyện chế đan dược có thể đi luyện dược sư công hội thần dược các. Nói sớm không phải được rồi sao? Quan tiểu thất bĩu môi, Tiêu Phàm hỏi một vấn đề, tiểu tử này kéo nhiều thứ vô dụng đến như vậy, đây không phải chậm trễ thời gian mấy người sao? Ngược lại Tiêu Phàm lại là khẽ vuốt cằm nói, đa tạ. Hắn mặt ngoài thập phần bình tĩnh nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng, lão sư nói quả nhiên không sai, hơn nữa nhị điện tam các cùng tam cung cùng ghi chép bên trong tu la truyền thừa giống nhau như đúc, nguyên lai có ba điện, tu la điện bị hủy diệt. Bây giờ cũng chỉ còn lại nhị điện. Không đúng, tam đại chí cao thần điện ngàn năm trước đó theo thứ tự là Tu La Điện, Chiến Thần Điện, Truyền Thừa Điện. Tu La Điện hủy diệt, Truyền Thừa Điện thì sao? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tu La Điện bị hủy diệt tự nhiên không bàn cãi, chẳng lẽ Truyền Thừa Điện cũng bị hủy diệt? Như vậy vì sao thêm Chiến Hồn Điện đây? Nghi hoặc này Tiêu Phàm nguyên bản tìm tiểu nhị hỏi một cái, lại phát hiện tiểu nhị thập phần không kiên nhẫn. Thiếu chút nữa thì muốn liều mạng cùng quan tiểu thất. Chỉ có thể tìm cơ hội khác tìm người hỏi rõ ràng. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm.
Tốn 10 viên cực phẩm hồn thạch từ trong miệng đạt được nhiều tin tức như vậy cũng xem là tốt, những tin tức khác có thể chậm rãi dò xét. Tiểu nhị liếc mắt trừng quan tiểu thất, liền quay người rời đi, làm quan tiểu thất tức giận nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, không phải chỉ là một tiểu nhị chiến tông cảnh sao? Có gì có thể vênh mặt chứ? Quan tiểu thất gắt đàm, bị một tu sĩ chiến tông cảnh xem thường, việc này khiến trong lòng hắn thập phần khó chịu. Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch vì sao những người khác trong mắt người vô song thánh thành đều như vậy, nguyên lai loại khinh thường này là đến từ trong xương tủy bọn hắn. Khó trách lúc trước lão giả công tôn gia tộc kia, trái một câu chúng ta thánh thành, phải một câu chúng ta thánh thành, túy ông đều không thèm nhìn. Rất nhanh, tâm thần Tiêu Phàm bị tiếng nghị luận trong tử lâu kéo trở về. Nam vực đại bỉ lại bắt đầu, nghe nói lần này cũng không tệ lắm, có 800 người thông qua sơ tuyển. So với lúc trước còn nhiều hơn. Coi như thông qua sơ tuyển thì như thế nào, cuối cùng có thể sống sót đoán chừng không đến một nửa, bọn hắn được gọi là thiên tài, tại Thánh Thành đều tầm thường thôi. Đúng vậy, nghe nói lần này, Diệp gia trừ Diệp Lâm Trần cùng Diệp Thiên Tuyết tham gia ra, siêu cấp thiên tài Diệp Trường Sinh cũng sẽ tham gia. Diệp Trường Sinh, hắn cũng phải tham gia. Không thể nào, Diệp Trường Sinh dù sao cũng là Thánh Thành bát tuấn. Cho dù không tham gia Nam vực đại bỉ thì cũng có thể tiến vào chiến thần điện mà. Ai biết đây, Diệp gia vốn là người chiến hồn điện, Diệp Trường Sinh tham gia Nam vực đại bỉ cũng không đáng trách, bất quá ta càng quan tâm là sau 3 tháng hôn nhân đại sự của tiểu công chúa Diệp Thi Vũ Diệp gia. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận, trong tử lâu cũng là nơi đàm thiên luận thuận tiện nhất, chẳng qua là khi nói đến cái tên Diệp Trường Sinh, tất cả đều hít một hơi lạnh. Diệp Thi Vũ. Nghe được 3 chữ này, con người Tiêu Phàm bỗng rung động một cái. Bàn tử cũng cau mày một cái, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhìn về phía nam tử trung niên áo bào xanh bàn bên chừng 50-60 tuổi. Nam tử trung niên ngồi một mình, vỉnh chân bắt chéo, một tay bưng chén rượu, một tay kẹp món ngon, có vẻ hơi độc hành. Bàn tử lông mày buông ra, bất động thanh sắc hỏi, vị lão ca này, hôn nhân đại sự tiểu công chúa Diệp gia là xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, ta cũng muốn biết, ta nghĩ tất cả mọi người đang ngồi cũng muốn biết rõ. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Cái này, nam tử áo bào xanh ho khan mấy tiếng, nhìn chung quanh một chút, tựa như sợ bị ai nghe được, lập tức nghiêm mặt nói, nếu mọi người muốn nghe, vậy ta liền để lộ cho mọi người một chút, dù sao qua chút nữa, Diệp gia đoán chừng cũng sẽ thả ra tiếng gió. Nói đến đây, tầng lầu quán rượu trong nháy mắt an yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nghe nam tử áo bào xanh kể rõ. Nam tử áo bào xanh hắng giọng, nói ra, chắc hẳn mọi người cũng biết rõ, địa vị Diệp gia phi phàm, cho nên mấy đại thế gia khác đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Diệp gia thông gia. Nhưng cho dù công chúa con thứ tiểu Diệp gia cũng không nhiều, mà những tiểu công chúa này, Diệp Thi Vũ bởi vì quan hệ ca ca Diệp Lâm Trần nàng, địa vị cũng không thể so với tiểu công chúa con vợ cả thấp hơn. Như Sở gia Sở Nhãn Nam, Công Tôn gia tộc Công Tôn Dạ, Lăng gia Lăng Phong, Tô gia Tô Mạch Hàn, thậm chí ngay cả chiến tộc Chiến Thiên Long đều muốn cưới tiểu công chúa Diệp Thi Vũ Diệp gia. Diệp gia chủ không biết đáp ứng cái nào cho thỏa đáng. Cho nên, Diệp gia chủ quyết định sau 3 tháng tổ chức một trận tỷ võ chiêu thân, chờ Nam vực đại bỉ kết thúc liền bắt đầu báo danh. Nam tử áo bào xanh một hơi đem nói cho hết, tu sĩ bốn phía nghe say sưa ngon lành. Thời khắc một chữ cuối cùng rơi xuống, rất nhiều người đã dục dịch. Sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái, bất quá trong lòng thì buông lỏng một hơi, nắm đấm dưới mặt bàn không khỏi nắm chặt mấy phần. Lão Tam, lão đại không phải cũng ở trong đó à, sự tình còn chưa phải xấu nhất. Bàn tử an ủi Tiêu Phàm một tiếng, lại nhìn về phía nam tử trung niên nói, lão ca, tin tức có đúng hay không? Nói đùa cái gì, tiểu huynh đệ? Không phải Đường Bất Tứ ta mạnh miệng, vô song thánh thành này, tin tức gì ta không biết, ngươi có biết ngoại hiệu của ta không? Nam tử áo bào xanh bỗng nhiên đứng dậy, vỗ bộ ngực hét lớn. Đường Bất Tứ, có vẻ như ở nghe nói qua. Còn có thể là ai, một trong hai đại thần nhân thuận phong nhĩ Đường Bất Tứ thánh thành. Nhất vấn thiên kim Đường Bất Tứ, những người khác nghe được danh tự nam tử áo bào xanh lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào xanh tràn ngập vẻ kính sợ. Thuận Phong nhĩ, mấy người Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ danh tự này thực nổi danh như thế?
Ngược lại là Đường Bất Tứ nhìn thấy có người nhận ra tên hắn, lập tức cười lên, rất có vài phần đắc ý nói, đây chỉ là mọi người coi trọng Đường mỗ người mà thôi, đúng rồi, nếu có tin tức ngầm muốn biết, mọi người tùy thời có thể tới tìm ta, chắc hẳn biết quy củ Đường mỗ. Nhất vấn thiên kim là chuyện gì? Quan Tiểu Thất không chút do dự mở miệng hỏi. Nam tử áo bào xanh nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, ngược lại là một thanh niên bên cạnh vội vàng giải thích nói, cái này ta biết, Thánh Thành có hai thần nhân, Thiên Lý Nhãn Đường Bất Tam, Thuận Phong Nhĩ Đường Bất Tứ, người muốn từ trong miệng bọn hắn đạt được tin tức, chí ít cần một vạn cực phẩm hồn thạch. Chí ít một vạn cực phẩm hồn thạch, Quan Tiểu Thất tay bưng chén rượu hơi hơi rung động một cái, kinh ngạc nhìn nam tử trung niên áo bào xanh. Một vạn cực phẩm hồn thạch đổi thành thượng phẩm hồn thạch là 100 vạn, đây chính là một bút tài phú không ít, vậy mà vẻn vẹn chỉ là một vấn đề và một tin tức mà thôi. Một vạn cực phẩm hồn thạch, nếu tại đế triều xác thực không ít, nhưng tại Thánh Thành cũng không tính là gì, bất quá hai chữ, chí ít, cũng có chút ý vị sâu xa. Bàn tử lắc đầu, truyền âm cho Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất nói. Các ngươi cảm thấy hắn là Đường Bất Tứ chân chính sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhân vật có thể vang vọng Thánh Thành lại thế nào tại quán rượu nho nhỏ cùng người bình thường nói bậy đây? Đương nhiên, tin tức liên quan tới tiểu ma nữ, Tiêu Phàm lại không cho rằng là giả, sự tình gì đều có khả năng, không có lửa thì sao có khói. Đường Bất Tứ, ngươi thật đúng là bản sự thật lớn, lại còn dám ở đây giả danh lừa bịp. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng từ cửa thang lầu truyền đến, sau một khắc, sắc mặt nam tử áo bào xanh hoàn toàn thay đổi, đứng dậy, bỗng nhiên lật một cái, phi thân chui ra quán rượu. Tốc độ nam tử áo bào xanh chạy trốn khiến đám người kinh ngạc một trận, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Xem ra xác thực không phải Đường Bất Tứ chân chính. Bàn tử khẽ cười một tiếng, mặc dù hắn không biết Đường Bất Tứ là ai, nhưng có thể danh chấn Thánh Thành, nghĩ đến không phải thế hệ bình thường. Huống chi, nếu Đường Bất Tứ nổi danh như thế làm sao có thể ở chỗ này cùng một nhóm người bình thường huyên thuyên. Nam tử trung niên căn bản không có một chút phong phạm, ngược lại giống một tên ăn uống chùa, nhìn thấy người khác liền như chuột chạy trốn, tại sao có thể là Đường Bất Tứ chân chính. Nhưng Tiêu Phàm bọn hắn nghi hoặc là nam tử trung niên nhát gan như thế lại dám giả mạo Đường Bất Tứ danh chấn Thánh Thành, thật đúng là cần dũng khí rất lớn. Đang lúc đám người thất thần, mấy đạo thân ảnh đi đến, liếc mắt quét toàn trường lầu 2, sau đó trực tiếp hướng về một bàn Tiêu Phàm bọn hắn đi tới. Bọn Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, nhìn mấy người đi tới, cầm đầu là một thiếu nữ mặc quần dài trắng, nửa người trên là phi phong áo lông chồn, yêu mị lại lộ ra mấy phần thanh thuần. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra thiếu nữ này, chính là Công Tôn Oanh một trong ba người Công Tôn gia tộc lần trước tại Ly Hỏa Đế Đô gặp gỡ. Một người thanh niên Công Tôn Lôi khác bị Tiêu Phàm một bàn tay đập bay, ký ức Công Tôn Oanh khẳng định đối với Tiêu Phàm vẫn còn mới mẻ. Sẽ không tình cờ như thế chứ? Tiêu Phàm nhăn nhăn, trong lòng cảm giác nặng nề. Đang lúc Tiêu Phàm nhìn lại, ánh mắt Công Tôn Oanh cũng vừa lúc trông lại, bốn mắt đối chọi, đôi mắt đẹp của Công Tôn Oanh lóe lên, sau đó lộ ra một tia nghiền ngẫm. Ở sau lưng nàng là bốn thanh niên nam nữ ăn mặc hoa phục. Ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Oanh tràn ngập vẻ cung kính, trong đó ánh mắt ba thanh niên nam tử thỉnh thoảng đảo qua Công Tôn Oanh. Đúng lúc này, lại một đạo thanh âm vang lên, Công Tôn Oanh cau mày một cái nhìn về phía sau lưng. Công Tôn tiểu thư, lần trước là ta sai, ngài đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân, xem ta thả một cái dám đi. Chỉ thấy nam tử trung niên trước đó chạy trốn, lộn nhào đi đến, quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Hắn mặt mũi bầm dập. Thần sắc trắng bệch, khó coi tới cực điểm, hiển nhiên đã bị người khác đánh một trận. Thần sắc Công Tôn Oanh lạnh lùng nhìn nam tử trung niên lạnh giọng nói, lần trước là ngươi nói ngươi biết rõ Đường Bất Tứ hạ lạc, gạt ta 10 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi cho rằng chạy trốn tới Hạ Trọng Thiên thì ta sẽ không tìm được ngươi. Nghe thấy Công Tôn Oanh nói, nam tử trung niên Đường Bất Tứ mặt xám như cho, vội vàng giải thích nói, Công Tôn tiểu thư, ta thực sự tên Đường Bất Tứ mà, ta không có lừa ngươi. Ngươi không phải Đường Bất Tứ. Công Tôn Oanh mở chừng hai mắt, nam tử trung niên vội vàng đóng chặt miệng. Nơi xa nghe được đối thoại của mấy người, khóe miệng có chút co lại, tên gia hỏa này thật đúng là tên Đường Bất Tứ à, vậy mà trùng tên với thần nhân Đường Bất Tứ trong truyền thuyết. Đương nhiên, thả ngươi cũng có thể. Đột nhiên, Công Tôn Oanh lời nói xoay chuyển, còn nói thêm.
Đường Bất Tứ thần sắc kích động vô cùng, không chút do dự vỗ lồng ngực bảo đảm nói, Công Tôn tiểu thư mời nói, chỉ cần Đường Bất Tứ có thể làm được, dù là lên núi đao, xuống vạc dầu, cũng tuyệt không nói chữ, không được. Thần sắc Công Tôn Oanh thập phần bình tĩnh, hắn tự nhiên không tin Đường Bất Tứ nói. Lừa gạt một lần, tự nhiên khó mà lừa gạt lần thứ hai, sắc mặt lạnh như băng nói, ta biết ngươi cùng Thuận Phong Nhĩ Đường Bất Tứ có chút quan hệ, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm ra Đường Bất Tứ, 10 vạn cực phẩm hồn thạch lần trước ta chẳng những không đòi ngươi, hơn nữa còn cho ngươi 10 vạn cực phẩm hồn thạch, như thế nào? Nghe được 10 vạn cực phẩm hồn thạch, con người Đường Bất Tứ phát sáng, tựa như họ cha mẹ ruột hắn là gì đều quên. Như thế nào? Công Tôn Oanh híp hai mắt, mỉm cười. Được, ta dẫn ngươi đi. Đường Bất Tứ cắn răng nói, tựa như làm một quyết định rất lớn, sau đó đứng dậy, quay người liền chuẩn bị đi. Chờ đã, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Công Tôn Oanh gọi lại Đường Bất Tứ, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt Tiếu Dung lộ ra mấy phần yêu mị. Đã lâu không gặp, Công Tôn Oanh đi đến bên người Tiêu Phàm bọn hắn, tựa như nhìn thấy lão bằng hữu chào hỏi. Không bằng không gặp, sắc mặt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, cũng không có bất kỳ sợ hãi gì, nếu như hắn sợ thì đã lặng lẽ rời đi. Sở dĩ còn lưu ở chỗ này, Tiêu Phàm cũng muốn nhìn Công Tôn Oanh đến cùng muốn làm cái gì. Không bằng không gặp, Công Tôn Oanh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, một tia sát khí từ trên người nàng lặng yên phát ra. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện cùng ai không? Không đợi Công Tôn Oanh mở miệng, một thanh niên nam tử mặc trường bào màu đen bên cạnh lập tức phẫn nộ quát. Ta cần biết ta đang cùng ai nói chuyện sao? Sắc mặt Tiêu Phàm đạm nhiên quét hắc bào thanh niên, ánh mắt bên trong đều là không để ý. Hừ! Hắc bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, hắn như thế nào nghe không ra ý trong lời nói của Tiêu Phàm, cho dù biết thân phận Công Tôn Oanh, Tiêu Phàm cũng không sợ. Chẳng lẽ thân phận tiểu tử này không đơn giản, hắc bào thanh niên trong lòng cũng không khỏi hoài nghi. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy trang phục Tiêu Phàm mấy người mặc trên người lại có chút bồn chồn, cuối cùng, khi con người hắn rơi vào trên người Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lại lóe qua vẻ khinh thường nồng đậm. Hồn thú tu sĩ thánh thành có kích cỡ nhỏ như vậy cũng chỉ thực lực tam tứ giai mà thôi. Liên sủng vật cùng tọa kỵ đều chỉ có tam tứ giai, vậy chủ nhân chúng nó lại có thể mạnh tới đâu? Nghĩ vậy, lá gan hắc bào thanh niên lại lớn hơn rất nhiều, hắn căn bản không có suy nghĩ vì sao hắn nhìn không ra tu vi bọn Tiêu Phàm. Tiểu tử, ta muốn vị trí các ngươi. Hắc bào thanh niên đột nhiên thập phần bá khí nói, tiện tay ném ra một mai hồn giới. Đây là một vạn cực phẩm hồn thạch, đủ cho các ngươi dùng cả một đời. Bộ dáng kia tựa như hoàng đế sai ăn mày, khiến cho người ta vô cùng khó chịu, Quan Tiểu Thất, Bàn Tử, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thiếu chút nữa thì bạo khởi. Công Tôn Oanh cũng lộ ra vẻ băng lãnh, nàng tựa như rất tình nguyện cho Tiêu Phàm ăn thiệt thòi, trong lòng nghĩ thầm, nếu như Tam Ca biết ngươi tới Thánh Thành, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nửa năm, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không ra tu vi. Vừa vặn để Vương Mậu Giang thử một lần danh giới cuối cùng của ngươi. Vương Mậu Giang dĩ nhiên chính là thanh niên mặc áo đen, bằng chừng ấy tuổi liền đã là thực lực chiến hoàng đỉnh phong, ở đây cũng coi là một thiên tài. Theo Công Tôn Oanh, Tiêu Phàm coi như lần trước có thể may mắn thắng Công Tôn Lôi, thời gian nửa năm đoán chừng cũng sẽ không mạnh hơn, Vương Mậu Giang cũng đủ để giết Tiêu Phàm. Nếu như Vương Mậu Giang có thể giết Tiêu Phàm, đó là không thể tốt hơn, cho dù giết không được. Nàng cũng chuẩn bị cho Công Tôn Lôi giết hắn. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm lại cười nhạt một tiếng, bưng một ly trà, khẽ nhấp một cái tựa như không nghe thấy Vương Mậu Giang nói. Một vạn cực phẩm hồn thạch còn chưa đủ, vậy liền hai vạn, Vương Mậu Giang mặt coi thường nói, tiện tay hất lên, lại một mai hồn giới rơi trên bàn, thần sắc ngạo giận tới cực điểm. Tựa như hai vạn cực phẩm hồn thạch hắn thấy chỉ là một đống rác, nhưng trong lòng Vương Mậu Giang cũng đang rỉ máu. Bất quá so sánh với việc này, khiến hắn càng thêm phẫn nộ là Tiêu Phàm vẫn thờ ơ như cũ. Dư quang liếc mắt quét Công Tôn Oanh, Vương Mậu Giang khẽ cắn môi, chuẩn bị lại ném ra một mai chứa một vạn cực phẩm hồn thạch hồn giới. Đột nhiên, bang đương, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một mai hồn giới xuất hiện ở trên mặt bàn, sắc mặt lạnh lùng nhìn Vương Mậu Giang cùng Công Tôn Oanh nói, nơi này có 10 vạn cực phẩm hồn thạch, toàn bộ xéo đi. Ở đây có 10 vạn cực phẩm hồn thạch,
cầm lấy rồi cút đi. Giọng nói bình tĩnh mà trầm thấp của Tiêu Phàm vang vọng khắp tửu lâu, tất cả đám người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này quả thật rất to gan, cũng dám nói chuyện như vậy với Vương Mậu Giang. Phải biết ở chỗ này, thế lực của Vương gia không phải nhỏ, bằng không người Công Tôn gia tộc ở Thượng Trọng Thiên cũng sẽ không tìm hắn dẫn đường. Nhưng mà rất nhanh liền có không ít người lấy lại tinh thần, trong mắt tràn ngập sự khinh thường. 10 vạn cực phẩm hồn thạch là một món tiền không hề nhỏ, không phải người bình thường có thể bỏ ra được. Cho dù ở Hạ Trọng Thiên của Thánh Thành, cũng chỉ có những thiên tài thiếu niên của các đại gia tộc mới có thể bỏ ra được, Tiêu Phàm nhìn qua chỉ giống như một người bình thường không thể bình thường hơn, sao có thể có 10 vạn cực phẩm hồn thạch chứ? Ha ha, Vương Mậu Giang không cố kỵ gì cả cười ha hả, đưa tay vung lên, hồn giới của Tiêu Phàm lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, khinh miệt nhìn Tiêu Phàm nói, 10 vạn cực phẩm hồn thạch, ngươi thật sự coi ta là đồ đần, chỉ bằng ngươi cũng có thể bỏ ra 10 vạn. Lời còn chưa dứt, Vương Mậu Giang đột nhiên im bặt, tiếu dung trên mặt lập tức đông cứng, không biết phải làm sao nhìn Tiêu Phàm, trong con ngươi đầu tiên là lóe lên sự kinh ngạc, sau đó lại trở nên rét lạnh. Vương huynh, sao vậy? Hai nam tử bên cạnh Vương Mậu Giang nghi hoặc nhìn Vương Mậu Giang, mặc dù Vương Mậu Giang ra mặt giúp Công Tôn Oanh đầu tiên khiến bọn họ vô cùng khó chịu vì đã bỏ lỡ cơ hội nịnh nọt Công Tôn Oanh. Nhưng mà, bọn họ cũng khó chịu khi Vương Mậu Giang bị một tiểu bối vô danh tiểu tốt khinh thường, nếu như ngay cả Vương Mậu Giang cũng bị khinh thường như vậy, thì hai người bọn họ xuất thủ đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Sẽ không phải thật sự có 10 vạn cực phẩm hồn thạch chứ? Có người thấp giọng hoảng sợ nói. Những người khác nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích, vì sao Vương Mậu Giang lại đột nhiên không nói tiếp nữa. Lại nhìn Tiêu Phàm, hắn vẫn đang bình thản uống trà, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhìn thấy dáng vẻ khí định thần nhàn của Tiêu Phàm, đám người đều dám khẳng định, bên trong hồn giới kia, quả thật có 10 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiểu tử này thực sự bỏ ra được 10 vạn cực phẩm hồn thạch. Chẳng lẽ hắn cố tình giả dạng như ăn mày, chẳng nhẽ thật sự đến từ một đại gia tộc nào đó sao? Sắc mặt Vương Mậu Giang trắng bệch, hành động kia của Tiêu Phàm giống như đang sai khiến đám ăn mày vậy, không đúng, nói cho đúng là hắn ở trước mặt Tiêu Phàm đến ăn mày cũng không bằng. Ở mảnh đất Hạ Trọng Thiên vô song thánh thành này, Vương Mậu Giang hắn còn chưa từng chịu uất ức như vậy. Hắn tất nhiên sẽ không để Tiêu Phàm cứ như vậy làm mình mất hết mặt mũi. Trong đầu lóe lên một vài suy nghĩ, lúc này, Vương Mậu Giang đột nhiên tức giận quát Tiêu Phàm, tiểu tử, ngươi cố ý. Sao thế, thẹn quá hóa giận à? Tiêu Phàm buông chén trà trong tay xuống, mị mị hai mắt, nói, nếu ta là ngươi, sẽ cầm 10 vạn cực phẩm hồn thạch rời đi, dù sao, số đó cũng đủ các ngươi tiêu mấy đời. Tiêu Phàm còn đem nguyên lời nói của Vương Mậu Giang nói trước đây nói lại, ngươi đã lăng nhục ta, vậy ta tất nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa sẽ còn trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi, Vương Mậu Giang vô cùng tức giận, nhất thời không biết nói gì. 10 vạn cực phẩm hồn thạch đấy, cho dù Vương Mậu Giang hắn thì cũng chỉ có số tài sản nhiều như vậy thôi, nếu như không phải có nhiều người như vậy nhìn, thì hắn có lẽ sẽ thực sự cầm 10 vạn cực phẩm hồn thạch rời đi. Nhưng mà hiện tại, hắn không thể nào cứ như vậy rời đi, đây là cơ hội tốt nhất để nịnh hót Công Tôn Oanh, sao có thể bỏ lỡ chứ? Nếu khiến cho Công Tôn Oanh hài lòng, mình có thể cưới nàng làm thê, Vương gia có lẽ sẽ đặt chân đến Thượng Trọng Thiên cũng nên. Tiểu tử, người đừng không biết điều, ở mảnh đất này, có ai không biết Vương Mậu Giang ta? Hôm nay người dám khiêu khích ta, vũ nhục ta, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Vương Mậu Giang vô cùng tức giận, sát khí dày đặc. Nghe vậy, đáy mắt Tiêu Phàm lóe lên sát khí nồng đậm, nếu như không phải mới đến. Vương Mậu Giang tuyệt đối đã là một cái xác. Khiêu khích ngươi, vũ nhục ngươi, Tiêu Phàm giống như nghe thấy chuyện hài vậy, khịt mũi coi thường nói, ngươi dùng 1 vạn cực phẩm hồn thạch đe dọa ta, không phải khiêu khích ta. Vũ nhục ta, ta dùng 10 vạn cực phẩm hồn thạch để ngươi xéo đi, lại là khiêu khích ngươi, vũ nhục ngươi. Lời nói của Tiêu Phàm khiến Vương Mậu Giang mặt đỏ tới tận mang tai, không đáp lại được một câu nào. Việc này đúng là do hắn không đúng trước. Vốn tưởng bọn Tiêu Phàm chỉ là hạng người vô danh, nhưng mà hắn không ngờ tới, Tiêu Phàm lại cao ngạo như vậy, không coi ai ra gì, khiến bọn họ cảm thấy bồn chồn. Tiêu Phàm, người đi tới chỗ nào cũng đều phách lối như vậy sao,
ngươi cho là Vô Song Thánh Thành vẫn còn thuộc Đại Ly Đế Triều sao? Đúng lúc này, Công Tôn Oanh vẫn luôn xem kịch vui ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Đại Ly Đế Triều, ngươi là người Đại Ly Đế Triều. Nghe được lời nói của Công Tôn Oanh, Vương Mậu Giang lập tức cười gằn, một kẻ nhỏ nhoi đến từ Đế Triều cũng dám phách lối trước mặt ta. Nếu như Tiêu Phàm là thành viên của một gia tộc nào đó thuộc Vô Song Thánh Thành, Vương Mậu Giang còn phải e ngại mấy phần, nhưng nếu chỉ là một tu sĩ của Đại Ly Đế Triều mà thôi, căn bản không đáng để trong mắt. Dù là người đế tộc thì thế nào chứ, muốn giết thì giết. Vương ca, không cần người xuất thủ, người này cứ giao cho ta đi, có một số người vĩnh viễn không biết chúng ta không phải người chúng có thể đắc tội. Một thanh niên mặc áo bào trắng phía sau Công Tôn Oanh cười lạnh một tiếng nói, một chưởng đánh về phía yết hầu Tiêu Phàm. Thanh niên áo bào trắng đã sớm nhìn ra, Công Tôn Oanh rõ ràng muốn đẩy Tiêu Phàm vào chỗ chết, bằng không cũng sẽ không để lộ thông tin của Tiêu Phàm. Một tu sĩ đế triều nhỏ nhoi mà thôi, thật đúng là không đáng để bọn họ coi trọng. Cút, Tiêu Phàm cũng không tốt tính như vậy, gầm lên một tiếng, trong miệng nhả ra một đạo hồn kiếm, như một tia sét bắn về phía thanh niên áo bào trắng. Ngay sau đó một đạo huyết kiếm bắn vào trong không khí, thanh niên áo bào trắng vội vàng che cổ mình, mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, sau đó thân thể mềm nhũn, nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Chết rồi. Những người khác thấy thế liền hít vào mấy ngụm khí lạnh, bọn họ không ngờ tới, Tiêu Phàm vậy mà dám giết người ở chỗ này, quan trọng nhất là, một cái phẩy tay liền giết chết một tu sĩ chiến hoàng hậu kỳ, chiến hoàng đỉnh phong cũng không thể làm được như vậy. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm, có lẽ không giống như lời nói của Công Tôn Oanh, chẳng qua chỉ đến từ đế triều đơn giản như vậy. Chỉ một thoáng, đám người câm như hến, toàn bộ bị thực lực của Tiêu Phàm trấn áp. Không dám thở mạnh một cái. Vương Mậu Giang mí mắt giật giật, không tự giác rút lui mấy bước, liếc mắt nhìn Công Tôn Oanh bên cạnh, lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói, ngươi thực đến từ đế triều. Thật 100%. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như giết một người đối với hắn mà nói chỉ là một việc chẳng đáng nhắc đến, trong lòng cũng không có bất cứ gợn sóng nào. Chẳng qua khi hắn nhìn về phía Công Tôn Oanh, trong mắt lại hiện lên sát khí. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Vương Mậu Giang, nói, đừng để cho kẻ khác lợi dụng mà không biết, đến lúc đó đến chết như thế nào cũng không biết. Cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Phàm, toàn thân Vương Mậu Giang run lên, cố gắng ổn định tinh thần nói, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Ngươi nếu dám đụng đến một sợi lông của ta, Vương gia nhất định sẽ truy sát ngươi khắp thiên hạ. Nghe vậy, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lạnh giọng nói, ngươi có tin bây giờ ta lập tức giết ngươi không? Ngươi có tin bây giờ ta lập tức giết ngươi không? Giọng nói của Tiêu Phàm không lớn, lại giống như tiếng sấm vang vọng trong lòng Vương Mậu Giang, lời hắn nói vang lên rất lâu trong quán rượu, trong không khí tràn ngập một loại áp lực khó hình dung. Đối với người uy hiếp mình, Tiêu Phàm chưa bao giờ hạ thủ lưu tình, chỉ là Vương Mậu Giang còn chưa chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn, nên Tiêu Phàm không xuất thủ. So với Vương Mậu Giang, Tiêu Phàm càng muốn giết chết Công Tôn Oanh hơn. Nhưng thân phận của Công Tôn Oanh có chút đặc thù, trước khi đi vào Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm đã biết đại khái tình hình ở Vô Song Thánh Thành. Công Tôn gia tộc chính là đại gia tộc của Vô Nhai Cung, không phải người bình thường có thể đắc tội, cho dù là Tiêu Phàm bây giờ cũng không dám chống lại Công Tôn gia tộc. Vương Mậu Giang bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không dám kêu lên một tiếng, sát khí trên người Tiêu Phàm rất đậm, hắn tin tưởng Tiêu Phàm thực sự có can đảm ra tay giết hắn. Nhất thời Vương Mậu Giang tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Tiêu Phàm, người quả thật khiến ta nhìn bằng con mắt khác. Công Tôn Oanh rốt cục mở miệng, vẻ mặt cao cao tại thượng, ngạo mạn nhìn Tiêu Phàm nói, nhưng nơi này là thánh thành, không phải nơi ngươi có thể diễu võ dương oai. Nói xong rồi thì cút đi. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn Công Tôn Oanh lạnh lùng nói. Mặc dù hắn không biết quy tắc giết người ở Vô Song Thánh Thành. Nhưng ở cái thế giới này, cho dù ở chỗ nào cũng đều là cường giả vi tôn, đây là đạo lý bất biến từ cổ chí kim. Công Tôn Oanh chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm tất nhiên không đặt trong mắt, muốn giết nàng, Tiêu Phàm có rất nhiều cách, chỉ là hắn có muốn làm hay không thôi. Công Tôn Oanh nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo, vô cùng tức giận, thiếu chút nữa không nhịn được xuất thủ, nàng biết bản thân không phải đối thủ của Tiêu Phàm, đành phải lạnh giọng nói trong lòng, Tiêu Phàm. Chỉ cần ngươi còn ở chiến hồn điện,
ta sẽ có cơ hội giết chết ngươi. Chúng ta đi, Công Tôn Oanh lạnh lùng nói một tiếng, phẩy tay liền mang theo đám người Vương Mậu Giang cùng thi thể trên mặt đất rời đi. Những người khác kinh ngạc không thôi, đây chính là người Công Tôn gia tộc đó, bị thanh niên này quát vậy mà cũng thực sự cút đi. Chúng ta cũng nên đi mau đi, vạn nhất ở lại chỗ này bị Công Tôn gia tộc ghi hận liền thảm. Có người mở miệng, sau đó khách trên lầu 2 nhao nhao rời đi. Lúc này, trên lầu 2 chỉ còn lại một bàn của đám Tiêu Phàm. Tam ca, cứ như vậy để bọn họ rời đi. Quan Tiểu Thất giận đùng đùng nói, hắn đã sớm không vừa mắt Công Tôn Oanh cùng Vương Mậu Giang, nếu như không phải bàn tử dùng ánh mắt ngăn lại, hắn vừa rồi đã xông lên đánh. Chẳng lẽ thực sự phải giết bọn hắn? Tiêu Phàm nhún nhún vai, trước đó người kia dẫn đầu xuất thủ, Tiêu Phàm giết hắn, đối phương cũng không dám nói gì. Nhưng nếu hắn chủ động xuất thủ, như vậy sẽ hoàn toàn khác biệt, vừa mới đến đây, một điều nhịn chín điều lành, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Lão Tam, sau đây ngươi định làm gì? Bàn tử hỏi, liếc mắt nhìn xung quanh, hắn luôn cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra. Ăn no rồi nói. Tiêu Phàm cười nói, hắn tất nhiên biết rõ bàn tử đang lo lắng cái gì. Bất quá hắn chẳng quan tâm đến việc Vương Mậu Giang cùng Công Tôn Oanh trả thù. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ có việc của bản thân, hắn vừa mới đột phá chiến đế cảnh, cần củng cố lại cảnh giới, ngoài ra phòng ngự chiến kỹ bất diệt kim thân cùng thân pháp chiến kỹ thiên lý đằng quang thuật cũng cần tiếp tục tu luyện. Cách Nam vực đại bỉ chỉ còn thời gian một tháng, thời gian còn lại cho hắn không nhiều. Đương nhiên, trước đó Tiêu Phàm còn có hai việc cần hoàn thành. Việc thứ nhất là luyện chế bát phẩm thối hồn đan cùng thối thể đan để tu vi ổn định lại. Việc thứ hai, tất nhiên là gặp tiểu ma nữ cùng Lăng Phong, chỉ là hắn không biết gì cả về Vô Song Thánh Thành, muốn gặp được hai người đó sẽ vô cùng khó khăn. Hy vọng hồn điêu thú kia có thể tìm được tiểu ma nữ giúp mình. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, lần trước hắn để một con hồn điêu thú lặng lẽ đi theo Diệp Lâm Trần, đã đi mấy giờ còn chưa có trở về. Trong lòng Tiêu Phàm cũng bắt đầu bồn chồn. Ăn uống xong đã là nửa canh giờ sau, bọn Tiêu Phàm đã thanh toán xong, đang chuẩn bị rời khỏi quán rượu, đúng lúc này, từng tiếng bước chân dồn dập vang lên, trong đó còn có một giọng nói quen thuộc. Ngươi chắc chắn bọn chúng không chạy trốn, bao vây quán rượu, chỉ cho vào, không cho phép ra. Nghe được lời nói đó, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, vừa rồi hồn lực của hắn đã phóng ra. Tất cả những việc bên ngoài đều không qua được mắt hắn. Người nói tất nhiên chính là Vương Mậu Giang, những người khác mặc y phục giống nhau, liếc mắt liền có thể nhận ra, bọn họ đến từ cùng một nơi. Tiêu Phàm bất phi sở động, chậm rãi đi xuống lầu, Vương Mậu Giang mang theo mấy người canh giữ ở cửa chính quán rượu, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử, người rất dũng cảm, vẫn còn chưa đi. Vậy ý ngươi là ta nên bị ngươi dọa chạy đúng không? Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng, bình tĩnh quét mắt nhìn mấy người bên cạnh Vương Mậu Giang, trong lòng chẳng thèm quan tâm nói, hai chiến đế sơ kỳ, đây chính người ngươi dựa vào để trả thù ta. Đều là chiến đế sơ kỳ, Tiêu Phàm quả thật không đặt trong lòng, cùng một cảnh giới, Tiêu Phàm không sợ bất kỳ kẻ nào, với người có được song sinh chiến hồn như hắn, nếu như liều mạng dù là siêu cấp cường giả chiến đế trung hậu kỳ, hắn cũng dám đánh cược một lần. Tiêu Phàm vừa nói vừa đi ra bên ngoài quán rượu, không sợ hãi, trận hình đối phương bày ra căn bản không thể ngăn cản bước chân của Tiêu Phàm. Tiểu tử, nếu ngươi quỳ trước mặt ta dập đầu 100 cái, ta có thể suy nghĩ một chút để cho ngươi toàn thây. Vương Mậu Giang thấy Tiêu Phàm đi tới, trong lòng hơi trầm xuống, nhưng vừa nghĩ tới bên cạnh mình còn có hai cường giả chiến đế cảnh, lá gan lại lớn hơn rất nhiều. Dập đầu 100 cái. Sắc mặt Tiêu Phàm cũng trở nên lạnh lùng, Vương Mậu Giang này đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại cười, ta cũng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi dập đầu 100 cái, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, Vương Mậu Giang còn chưa mở miệng, một cường giả chiến đế sơ kỳ ở phía sau hắn lập tức tiến lên một bước, sát khí nặng nề nhìn Tiêu Phàm. Điểm thương. Một tiếng phát ra từ trong miệng Tiêu Phàm, tu sĩ chiến đế sơ kỳ chỉ thấy một điểm sáng màu trắng phát ra từ trong lòng bàn tay Tiêu Phàm, lúc hắn lấy lại tinh thần, điểm sáng màu trắng kia đã bay vào trong thân thể hắn. Phập phập, từng đạo huyết kiếm từ trong người tu sĩ chiến đế cảnh sơ kỳ bắn ra,
máu tươi bắn tung tóe. Vương Mậu Giang đứng ở gần đó toàn thân bị máu nhuộm đỏ ửng. Chỉ sau một cái hít thở, chiến đế cảnh sơ kỳ kia liền hóa thành mưa máu, hoàn toàn dung nhập vào trong không khí. Một màn này khiến đám người hít một hơi lạnh, Vương Mậu Giang toàn thân không ngừng run rẩy, hắn căn bản không kịp nhìn rõ ai đã xuất thủ, tu sĩ chiến đế cảnh kia đã chết. Thiếu gia, đi mau. Một cường giả chiến đế cảnh khác bị dọa sắc mặt trắng bệch, nắm tay Vương Mậu Giang chuẩn bị chạy trốn. Sát phạt chi kiếm, lại một tiếng quát nhẹ, một đạo bạch sắc chớp lóe từ chỗ Tiêu Phàm bắn tới, chỉ trong chớp mắt, liền xuyên thủng trái tim của một tu sĩ chiến đế cảnh khác từ đằng sau. Vương Mậu Giang cũng bị sát khí áp bách, thân thể ngã xuống đất, vẻ mặt kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh Vương Mậu Giang, coi thường nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Lúc trước cho ngươi cơ hội, ngươi lại không trân trọng, còn bây giờ. Van cầu ngươi tha cho ta, ta thề. Vương Mậu Giang nào dám hoài nghi lời nói của Tiêu Phàm, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Không cần. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, điểm một nhát, một đạo kiếm chỉ bắn vào trong đầu Vương Mậu Giang, Vương Mậu Giang chớp mắt liền không còn tiếng kêu gì nữa. Vương Mậu Giang vừa chết, đám tu sĩ đi theo Vương Mậu Giang đến tất cả đều bị dọa, chạy trốn khắp nơi, xung quanh loạn thành một đoàn. Tiêu Phàm coi thường nhìn thi thể Vương Mậu Giang, thần sắc không có chút biến hóa nào, ý chí của hắn rất kiên định, làm sao có thể vì giết một người mà dao động. Có một số người, cho chúng cơ hội sống, chúng lại không trân trọng, cho dù cho thêm lần nữa, cũng sẽ y như vậy, thà rằng không bằng cho chúng chết một cách thống khoái còn hơn. Lúc này, Tiêu Phàm rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cùng lúc đó tin tức Vương Mậu Giang tử vong cũng lan truyền đi rất nhanh. Lão Tam, có vẻ như bối cảnh của Vương Mậu Giang cũng không kém đâu. Trên đường, Bàn Tử lo lắng nói. Nhị ca, không phải huynh sợ rồi chứ? Quan Tiểu Thất cười nói. Sợ, Bàn Tử lắc đầu, nói ta chỉ đang nghĩ là, có nên trực tiếp nhổ cỏ tận gốc hay không, ở Thánh Thành này, giết người rất bình thường, không có ai quản. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng đang nghĩ như vậy, bằng không thì hắn cũng không dám giết chết Vương Mậu Giang. Vô Song Thánh Thành, tàn khốc hơn rất nhiều so với Đại Ly Đế Triều, giết người chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa mà thôi. Tam ca, bây giờ đi đâu? Quan Tiểu Thất lại hỏi. Các ngươi về trước đi, còn thời gian một tháng, mau chóng đột phá chiến đế cảnh, ta còn có chút việc cần hoàn thành. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Lão Tam, ta đi cùng ngươi. Bàn Tử mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm, không chút do dự nói. Với sự hiểu biết của Bàn Tử đối với Tiêu Phàm, sao có thể không biết Tiêu Phàm đi làm cái gì, Tiêu Phàm cố ý để hai người bọn họ rời đi, hắn một mình một người nhất định sẽ đi tìm Tiểu Ma Nữ. Tiểu Ma Nữ là người nhà họ Diệp, không phải có thể dễ dàng gặp được, quan trọng nhất là Diệp gia ở trong Thượng Trọng Thiên bên trong Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm đến tư cách để vào cũng không có, sao có thể tìm được Tiểu Ma Nữ chứ? Cho dù có tìm được, một khi bị người khác phát hiện tự tiện tiến vào Thượng Trọng Thiên, đây chính là tội chết. Bàn Tử tất nhiên sẽ không bỏ mặc Tiêu Phàm một mình rời đi, hắn sở dĩ đến Vô Song Thánh Thành chính là vì lo lắng cho Tiêu Phàm, bằng không Bàn Tử căn bản không quan tâm cái gì mà Vô Song Thánh Thành, cái gì mà Nam Vực Đại Bỉ. Yên tâm, ta sẽ không xúc động. Trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, cười lắc lắc đầu nói các ngươi cũng phải đột phá chiến đế cảnh. Ta cũng muốn chuẩn bị một vài nguyên liệu để làm thối thể đan cùng thối hồn đan, như vậy khi tham gia Nam Vực Đại Bỉ còn có chút nắm chắc. Thật, Bàn Tử nửa tin nửa ngờ nói, hắn chỉ quan tâm an nguy của Tiêu Phàm, căn bản không quan tâm Tiêu Phàm có thể luyện chế ra thối hồn đan cùng thối thể đan hay không. Thật, Tiêu Phàm cười gật đầu, sau đó thần sắc cứng lại, ngẩng đầu nhìn từng ngôi sao trên trời, trịnh trọng nói, nếu muốn đi đón Tiểu Ma Nữ, ta cũng phải oanh oanh liệt liệt. Sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ ủy khuất gì. Nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị của Tiêu Phàm, Bàn Tử thở phào một hơi, vỗ vỗ bả vai Tiêu Phàm nói, Lão Tam, ta tin tưởng ngươi. Quan Tiểu Thất đứng ở một bên không biết làm sao, nhưng hắn biết tình cảm của Tiêu Phàm đối với Tiểu Ma Nữ, những ngày qua hắn thường xuyên nghe được cái tên Tiểu Ma Nữ này. Tam ca, là huynh đệ với nhau bất cứ lúc nào cũng đều sẽ ủng hộ huynh. Quan Tiểu Thất cũng kiên định nói ra, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở bên cạnh gầm nhẹ mấy tiếng, cũng đồng ý quan điểm của Quan Tiểu Thất.
Tiêu Phàm gật đầu nói, các ngươi trở về trước đi, ta sẽ không đi lâu đâu, chỉ đi mua chút nguyên liệu luyện đan thôi. Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất khẽ gật đầu, mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh rời đi, mà Tiêu Phàm lại bắt đầu đi dạo quanh Vô Song Thánh Thành. Muốn biết Vô Song Thánh Thành, chỉ dựa vào chút ghi chép bên trong Tu La truyền thừa vẫn là quá ít, hơn nữa tin tức cũng không đầy đủ, nhất định phải nghĩ cách tìm đến phân bộ của Huyết Lâu ở đây mới được. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn bây giờ dù sao cũng là cửu trưởng lão Huyết Lâu, địa vị ở Huyết Lâu cũng không thấp, muốn xem vài tài liệu cùng tin tình báo của Huyết Lâu hẳn cũng không quá khó. Chỉ là, muốn tìm được phân bộ của Huyết Lâu cũng không phải việc đơn giản, Huyết Lâu có thể tồn tại ở Vô Song Thánh Thành, xem ra cũng phải ẩn nấp rất sâu, đương nhiên các đại thế lực đoán chừng cũng là nhắm mắt cho qua. Tìm hơn nửa ngày, Tiêu Phàm vẫn không tìm được vị trí của Huyết Lâu. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Đúng lúc hắn chuẩn bị trở về Chiến Hồn Điện, nhìn thoáng qua, một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy đập vào mắt Tiêu Phàm, ánh mắt Tiêu Phàm lập tức bị bảng hiệu ở tòa cung điện kia hấp dẫn. Vô Nhai Thương Hội, Tiêu Phàm khẽ nói, trong lòng nghĩ thầm, vừa hay mình cũng chuẩn bị luyện chế thối hồn đan cùng luyện thể đan, Vô Nhai Thương Hội chính là một trong tam đại thương hội, có lẽ có thứ mình cần. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tạm thời từ bỏ ý định về Chiến Hồn Điện, quay người đi về hướng Vô Nhai Thương Hội. Tiêu Phàm cũng biết không ít tin tức về Vô Nhai Thương Hội. Vô Nhai Thương Hội là do rất nhiều gia tộc cùng tạo nên, lệ thuộc vào Vô Nhai Cung. Hơn nữa, Công Tôn gia tộc mà Công Tôn Oanh lúc trước hắn gặp là một thành viên trong đó, chính là một trong những gia tộc chủ sự của Vô Nhai Thương Hội. Đương nhiên Vô Nhai Thương Hội trước mặt Vô Nhai Cung cũng không tính là gì. Bất chi bất giác Tiêu Phàm liền đi tới cổng chính của Vô Nhai Thương Hội, cả tòa cung điện hình tròn tròn, dài đến mấy chục mét, vô cùng bao la hùng vĩ. Bốn phía cung điện là từng con đường dài như trường long, chạy ra khắp nơi, tu sĩ đông đảo đi lại như nước, phồn hoa cường thịnh. Tiêu Phàm đã không còn cảm thấy quá kinh ngạc, nhấc chân đi về hướng đại điện Vô Nhai Thương Hội, trong cung điện không gian rất rộng lớn, tầng thứ nhất rộng khoảng 5-6 trượng, liếc nhìn lại toàn thấy đầu người. Một mảnh đen kịt. Hồn lực yên lặng phóng ra, khiến Tiêu Phàm kích động là phần lớn người ở đây đều là chiến hoàng cảnh trở lên, chiến đế cảnh cũng có không ít, thậm chí ngay cả tu sĩ hắn nhìn không thấu tu vi cũng đếm không xuể. Tiêu Phàm không nhịn được thầm cảm thán, không hổ là Vô Song Thánh Thành, nơi này mới là nơi cường giả chân chính nên đến. Những nguyên liệu khác mình đã thu thập được tương đối, chỉ thiếu hai loại chủ dược, thối hồn đan chủ dược là cửu phẩm túy vân tiên thảo. Mà thối thể đan chủ dược là tử vận long hoàng tham, hai gốc linh dược này chắc giá trị sẽ không nhỏ, may mà lấy được hồn giới của Sở Không, nên miễn cưỡng có thể mua được. Trong lòng Tiêu Phàm thầm thì, Vô Nhai Thương Hội không ghi nợ, đây là quy củ, không bỏ ra được số hồn thạch tương ứng, người lại muốn một gốc bát phẩm tử đan tham. Người trẻ tuổi, người nên rời đi đi, đừng để chúng ta coi thường ngươi, một gốc bát phẩm tử đan tham giá trị hơn 10 vạn cực phẩm hồn thạch. Đến chúng ta những tu sĩ chiến hoàng cảnh đều mua không nổi, huống chi là ngươi. Đúng vậy, một tên chiến tông cảnh nho nhỏ mà thôi, cũng xứng có được tử đan tham, nếu ta là người Vô Nhai Thương Hội đã sớm đuổi hắn ra khỏi cửa. Đột nhiên, một loạt tiếng nghị luận mang giọng điệu khinh thường truyền vào tai Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái, trước đó vài mét, một đám tu sĩ vây kín, chỉ trỏ. Hồn lực của Tiêu Phàm phóng ra, trong chớp mắt. Một thân ảnh gầy gò xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm, đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, một bộ trường bào màu trắng không biết giặt bao nhiêu lần, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Một mái tóc dài đen nhánh rủ xuống đến thắt lưng, dáng người thẳng tắp như tùng, sắc mặt có chút trắng bệch, đó là một loại trắng bệch của bệnh tật, vô hình trung lộ ra một loại khí chất thanh cao thanh nhã. Nhất là con mắt kia, đen nhánh thâm thúy, không thể nắm lấy, dường như nhìn thấu vạn vật hồng trần. Điều khiến Tiêu Phàm cực kỳ kinh ngạc là, thanh niên mặc áo trắng này, cũng chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong, xuất phát từ hiếu kỳ, Tiêu Phàm gạt đám người ra, đi về hướng thanh niên mặc áo trắng kia. Chiến tông cảnh, nếu là ở trong vương triều cũng coi như là cường giả, nhưng nếu ở Vô Song Thánh Thành lại là tầng chót. Đừng nói được người khác coi trọng, cho dù người khác giết hắn cũng đều ngại phiền phức, không cảm thấy chút hứng thú nào. Chỉ cần đem tử đan tham cho ta. Cái mạng này của ta sẽ là của Vô Nhai Thương Hội. Một giọng nói kiên định lại thanh thúy vang lên,
chỉ thấy thanh niên áo trắng mặt không đổi sắc nói ra. Đối với tiếng nghị luận ở xung quanh, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không đặt ở trong lòng. Nghe được lời nói của thanh niên áo trắng, đám người lập tức cười ha hả, giống như nghe thấy một câu chuyện cười vậy. Một gốc bát phẩm tử đan tham giá trị hơn 10 vạn cực phẩm hồn thạch, người một cái chiến tông cảnh nho nhỏ đáng giá mấy phần. Nói một câu không dễ nghe, một khối hạ phẩm hồn thạch đều không đủ, lấy mạng ngươi để làm gì? Giá trị của ngươi sao có thể so sánh với một gốc tử đan tham? Có người cười nói, tiểu tử, ngươi còn không đi thì đừng trách ta không khách khí. Một chủ sự của Vô Nhai Thương Hội cũng không nhịn được nữa, tức giận nhìn thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng thần sắc liên tục thay đổi, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý, nhưng chỉ trong vòng một cái nháy mắt, bởi vì hắn chỉ là chiến tông cảnh, trong mắt một. Giọng nói của Tiêu Phàm vang lên, Vân Khê đột nhiên đình chỉ động tác quỳ gối, ngẩng đầu nhìn về hướng đám người, con ngươi đỏ tươi như hung thú khát máu. Đám người trong nháy mắt bị Tiêu Phàm hấp dẫn, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, có người lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Công Tôn Lôi đang sỉ nhục Vân Khê vui vẻ, lúc này, đột nhiên có người đi ra quấy rầy nhã hứng của hắn, đổi lại là ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Ai đang nói chuyện, cút ra đây. Công Tôn Lôi trợn mắt nhìn, nhìn về phía tiếng nói phát ra, sát khí bỗng nhiên trào ra. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống người Tiêu Phàm, sắc mặt Công Tôn Lôi vô cùng lạnh lẽo nói, ta còn tưởng rằng là ai đây, sao thế, người từ Đại Ly Đế Triều đuổi tới để chịu chết sao? Công Tôn Lôi tất nhiên liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm, một người đã cho hắn một bạt tai, cho dù hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra. Tiêu Phàm nghe thấy lời nói của Công Tôn Lôi, không những không giận mà còn cười, nói, tại hạ vừa mới đến, không nghĩ tới ở Vô Nhai Thương Hội tại Vô Song Thánh Thành mua chút đồ còn phải nhận sự sỉ nhục chui qua háng người Công Tôn gia tộc, không biết ta mua một gốc tử đan tham phải chịu sự sỉ nhục như thế nào đây. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Công Tôn Lôi thiếu chút nữa nổi trận lôi đình, nhưng bị hắn cưỡng ép áp chế lại, hắn sao có thể không nghe ra ý trong lời nói của Tiêu Phàm, Công Tôn gia tộc ngươi lại buôn bán như vậy, về sau còn ai dám đến? Ngươi, không bán, Công Tôn Lôi trực tiếp nói, coi thường nhìn Tiêu Phàm, sát khí nặng nề. Tại hạ mặc dù ngây thơ vô tri nhưng biết rõ, Vô Nhai Thương Hội mở cửa làm ăn, không có quy định nào nói không bán, đương nhiên. Nếu như Vô Nhai Thương Hội là của Công Tôn gia tộc, vậy ta cũng không có cách nào khác. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Công Tôn Lôi thiếu chút nữa tức điên rồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Bán, há không phải chứng minh bản thân chịu thua sao? Huống chi, tiểu tử Tiêu Phàm này nhất định muốn ngăn cản mình làm khó Vân Khê, nếu để Vân Khê có được tử đan tham, về sau muốn nhục nhã hắn có thể sẽ càng khó khăn hơn. Không bán, Vô Nhai Thương Hội không phải của mình Công Tôn gia tộc hắn, Công Tôn gia tộc tuy mạnh, nhưng chân chính làm chủ vẫn là Vô Nhai Cung, Công Tôn gia tộc trong Vô Nhai Cung cũng chỉ là chen mồm vào được mà thôi. Ngươi nếu có thể xuất ra 20 vạn cực phẩm hồn thạch, bán cho ngươi một gốc tử đan tham thì có sao chứ? Một lúc lâu sau, Công Tôn Lôi rốt cục nói ra một câu, trong lòng lại bù thêm một câu, chỉ cần ngươi rời khỏi Vô Nhai Thương Hội, liền là lúc các ngươi phải chết. Ở Vô Song Thánh Thành này, ta có một vạn cách để giết chết ngươi. Một cái tát kia, Công Tôn Lôi vẫn còn cảm thấy như chỉ mới đây thôi, lúc rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô, hắn liền âm thầm thề chỉ cần Tiêu Phàm đi tới Vô Song Thánh Thành, sẽ khiến hắn hối hận khi đến đây. Một gốc tử đan tham trị giá 20 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm cau mày một cái, Công Tôn Lôi này khiến hắn nhịn không được nhớ tới Trương Hy gặp ở luyện dược sư công hội ở Yến Thành. Bình thường một gốc tử đan tham cũng chỉ đáng giá ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch, cũng chỉ tương đương với 10 vạn cực phẩm hồn thạch, bây giờ lại tăng gấp đôi. Biết rõ tên nhà quê ngươi không trả nổi 20 vạn cực phẩm hồn thạch, không lấy ra được liền cút xéo đi. Công Tôn Lôi trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại duy trì vẻ bình tĩnh, nói, không sai, 20 vạn cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm ngược lại cũng không vội, gạt đám người ra đi về phía sau, đám người khinh thường. Công Tôn Lôi cũng cười lạnh không thôi, tiểu tử này không bỏ ra được 20 vạn cực phẩm hồn thạch, liền nhận túng thiếu đi. Không biết một cây tử huyết linh chi cần bao nhiêu hồn thạch. Đột nhiên, giọng nói của Tiêu Phàm lần nữa truyền đến, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng ở bên cạnh một cái quầy, đánh giá một cây linh chi tử huyết sắc lớn bằng bàn tay nằm ở giữa bàn.
cũng 20 vạn, Công Tôn Lôi có chút kiên nhẫn nói. Một nửa đoạn long căn này thì sao? 20 vạn. Hai người một hỏi một đáp, thời gian nửa nén hương rất nhanh liền trôi qua, Tiêu Phàm đại khái đem một nửa số bát phẩm linh thảo trong đại sảnh đều hỏi một lần, sắc mặt Công Tôn Lôi tái nhợt, bản thân có vẻ như không phải đang làm khó Tiêu Phàm, mà là đang bị Tiêu Phàm làm khó. Không ít người khóe miệng giật một cái, kinh ngạc nhìn xem một màn này, tại đám người nhận ra, Tiêu Phàm như một khách quen mà Công Tôn Lôi lại giống như một người hầu. Quan trọng nhất là Công Tôn Lôi không thể tự vả mặt mình, chỉ có thể kiên trì trả lời vấn đề của Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm còn chưa có ý muốn dừng lại, lúc này Công Tôn Lôi rốt cục không chịu đựng được nữa. Tiêu Phàm, người có dừng lại hay không, muốn mua thì mua, không mua liền cút đi. Công Tôn Lôi phẫn nộ quát, thiếu chút nữa thì không chịu đựng được liền xuất thủ, hắn hoàn toàn quên mất việc làm khó Vân Khê, chỉ muốn giết Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẫn như cũng ngoảnh mặt làm ngơ, đột nhiên chỉ một góc hình đám mây bên trong hộp thủy tinh, bên trên mọc ra ba cái phiến lá bạch sắc nói, cái Chu Túy Vân Tiên Thảo này bao nhiêu hồn thạch? 20 vạn, Công Tôn Lôi không cần nghĩ ngợi nói ra. Thực chỉ sự chỉ cần 20 vạn, ngươi sẽ không trêu chọc ta chứ? Tiêu Phàm lại hỏi, ta nói là 20 vạn chính là 20 vạn, Vô Nhai Thương Hội nói 102, há sẽ lừa ngươi. Công Tôn Lôi hận không thể một cái tát chết Tiêu Phàm. Đây là 20 vạn, giúp ta gói lại cái này. Tiêu Phàm rốt cục thay đổi giọng điệu, đưa tay vung lên, vô số cực phẩm hồn thạch rơi xuống, lấp đầy quầy hàng. Một gốc cửu phẩm Túy Vân Tiên Thảo vậy mà chỉ cần 20 vạn cực phẩm hồn thạch. Đám người đột nhiên có người hô lên, trong giọng nói đều là vẻ chấn động. Rất nhanh, Công Tôn Lôi cũng kịp phản ứng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, phẫn nộ quát, Tiêu Phàm, người cố ý trêu chọc ta. Tiêu Phàm vẫn luôn hỏi giá bát phẩm linh thảo, hắn không muốn để cho Tiêu Phàm lợi dụng sơ hở, cho nên câu trả lời đều là 20 vạn, nhưng nào có ngờ, Tiêu Phàm vậy mà sẽ đột nhiên hỏi giá một gốc cửu phẩm Túy Vân Tiên Thảo. Cửu phẩm Túy Vân Tiên Thảo. Ít nhất cũng phải 50 vạn cực phẩm hồn thạch, chẳng lẽ cứ như vậy bị bản thân dùng 20 vạn cực phẩm hồn thạch bán đi? Nếu quả thật bán cho Tiêu Phàm, vậy giá chênh lệch há không phải muốn mình tự bù vào sao? 30 vạn cực phẩm hồn thạch đấy, cho dù là Công Tôn Lôi hắn, trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra được. Nhưng mà hắn lại không dám không bán, trước đó hắn đã nói là nói một không nói hai, bây giờ nếu đổi ý, há không phải tự vả vào miệng mình sao? Cái bổ hòn này, bản thân hắn phải tự ngậm rồi. Ngươi không bán cũng không sao cả, dù sao Vô Nhai Thương Hội cũng không phải của một mình Công Tôn gia tộc ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh. 20 vạn cực phẩm hồn thạch, đem Túy Vân Tiên Thảo cho hắn. Công Tôn Lôi khẽ cắn môi, sát khí lộ ra, không thèm mảy may che giấu. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Lúc này, người của Vô Nhai Thương Hội liền đem Túy Vân Tiên Thảo đựng vào trong một cái hộp ngọc đưa đến trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét mắt một vòng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì dùng giá thấp để mua Chu Túy Vân Tiên Thảo này, dù sao cực phẩm hồn thạch trên người hắn cũng không nhiều. Nhìn thấy trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ đắc ý, Công Tôn Lôi nhe răng trợn mắt, hận không thể đem rút xương lột ra uống máu Tiêu Phàm. Đám người thì một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này, vậy mà chỉ dùng 20 vạn cực phẩm hồn thạch liền mua được một gốc cửu phẩm linh thảo, hắn đây mẹ nó cũng quá hung ác đi. Đáng tiếc, Vô Nhai Thương Hội không có tử vận Long Hoàng Tham. Trong lòng Tiêu Phàm thở dài một hơi. Tiêu Phàm, có bản lĩnh, ngươi liền mua cả tử đan tham đi. Công Tôn Lôi không có ý định cứ như vậy buông tha cho Tiêu Phàm. Ta chỉ là hỏi một chút thôi, không muốn mua. Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Công Tôn Lôi, thản nhiên nói, chẳng lẽ Vô Nhai Thương Hội đến hỏi giá cũng không được sao? Ta chỉ hỏi một chút thôi, không muốn mua. Câu nói này của Tiêu Phàm, khiến Công Tôn Lôi đang tức giận trong lòng cảm thấy rất khó chịu, ôm ngực chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Hắn nào có ngờ tới, Tiêu Phàm hỏi nửa ngày, chỉ là vì để lừa gạt cửu phẩm Túy Vân Tiên Thảo, quan trọng nhất là Tiêu Phàm cuối cùng đáp lại một câu không muốn mua. Chẳng lẽ ngươi không phải vì muốn ra mặt giúp Vân Khê sao? Chẳng nhẽ chỉ đơn giản vì Chu Túy Vân Tiên Thảo? Công Tôn Lôi nghiến răng kèn kẹt, sát khí bao phủ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy độ,
hàn ý bắn ra bốn phía. Đám người khẽ run lên, không khỏi lui ra sau mấy bước, sợ bị Công Tôn Lôi đánh lây. Nhưng mà, khóe miệng Tiêu Phàm lại dương lên, liếc mắt nhìn Công Tôn Lôi, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Vân Khê, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoạn rễ cây tử sắc. Tử đan tham, Vân Khê thấy thế, thiếu chút nữa thì nhào lên, trong mắt lóe lên tia sáng. Vừa rồi tất cả những hành động của Tiêu Phàm đều rơi vào trong mắt hắn, hắn biết Tiêu Phàm trêu đùa Công Tôn Lôi chỉ là giả, trợ giúp mình mới là thực, Vân Khê trong lòng có chút cảm kích. Ta mặc dù không biết người muốn tử đan tham làm gì, nhưng thứ này không chữa trị được chiến hồn, nhiều nhất cũng chỉ bổ sung thêm chút huyết khí mà thôi. Tiêu Phàm nói ra, nhìn chằm chằm tia sáng lóe lên trong mắt Vân Khê. Chỉ cần ngươi đem một nửa tử đan tham cho ta, từ nay về sau mạng này của ta đều là của ngươi. Vân Khê hít sâu một cái nhìn Tiêu Phàm nói. Ta muốn mạng ngươi để làm gì? Nghe vậy, Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền vung tay, đem đoạn tử đan tham ném cho Vân Khê, nói, nhưng ta có quyền được biết rõ đoạn tử đan tham này dùng để làm gì. Tiêu Phàm tất nhiên liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của Vân Khê, giống như mọi người nói trước đó, chiến hồn của Vân Khê bị thương, tu vi rơi xuống chiến tông cảnh đỉnh phong, việc này quả thật không phải là giả. Nhưng mà điều này chỉ là một trong số đó mà thôi, người bình thường chiến hồn bị thương, tu vi cũng sẽ không rớt xuống nhanh như vậy, Vân Khê sở dĩ có tình trạng như vậy, hẳn là vì bản thân hắn xảy ra vấn đề. Vấn đề này, đối với người bình thường mà nói, sẽ là tai nạn, chỉ là đối với Vân Khê mà nói, có lẽ là một lần kỳ ngộ. Thân là luyện dược sư, Tiêu Phàm cực kỳ tự tin tưởng vào luyện dược chi thuật cùng y thuật của mình, chỉ dựa vào một gốc tử đan tham, không có khả năng chữa khỏi cho Vân Khê. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ chiến hồn của Mạc Thiên Nhai bị thương khiến Tiêu Phàm bó tay ra, hắn còn chưa gặp phải vấn đề gì không giải quyết được. Sở dĩ nguyện ý đem một nửa tử đan tham còn lại cho người ta, cũng là bởi vì Tiêu Phàm cực kỳ có hứng thú với vấn đề của Vân Khê, bởi vì hắn cũng chỉ nhìn ra tình huống đại khái mà thôi. Tiêu Phàm đột phá chiến đế cảnh, mặc dù còn chưa luyện chế thành công bát phẩm đan dược, nhưng Tiêu Phàm lại rất tin tưởng vào trình độ luyện dược của mình, vấn đề có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đã không còn nhiều. Nghe thấy lời nói của Tiêu Phàm, Vân Khê có chút do dự, ánh mắt phức tạp, đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, ta cũng là một luyện dược sư, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Ha ha, Tiêu Phàm, chỉ dựa vào thuật chế thuốc mèo cào của ngươi, chẳng lẽ còn có thể cứu được Vân Khê và muội muội của hắn? Vân Khê còn chưa mở miệng, Công Tôn Lôi ở bên cạnh lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười đều là ý châm chọc. Nghe nói muội muội Vân Khê bị một loại quái bệnh, sinh mệnh vẫn luôn rất yếu ớt, nếu như không phải dùng dược lực duy trì, đoán chừng đã sớm táng mệnh. Việc này ta biết, lúc Vân Khê còn chưa bị thương, từng đi tìm bát phẩm luyện dược sư của luyện dược sư công hội đến xem qua. Không ai có thể chữa khỏi loại kia quái bệnh kia, cuối cùng cũng cứ như vậy cho qua. Không chỉ đơn giản như vậy, những luyện dược sư không phải không phát hiện được gì, dùng linh dược bổ sung huyết khí để duy trì sinh mệnh của muội muội Vân Khê chính là cách mà đám luyện dược sư kia nói cho Vân Khê. Hơn nữa, Vân Khê sở dĩ bị thương, nghe nói cũng là vì tìm kiếm linh dược duy trì tính mệnh cho muội muội của hắn. Những người khác khe khẽ bàn luận. Ánh mắt nhìn về phía Vân Khê không còn chút châm chọc nào nữa, ngược lại tràn ngập một tia kính sợ, nếu như mình có thể có ca ca như vậy thì còn có gì phải đòi hỏi nữa. Bây giờ ngươi hẳn là biết rồi. Đúng lúc Công Tôn Lôi cất tiếng cười to, Vân Khê mở miệng nói, hiển nhiên, hắn ngầm thừa nhận lời nói của đám người kia. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng thầm than, bản thân quả nhiên không nhìn lầm, Vân Khê này là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể đi xem cho muội muội của ngươi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hết sức trịnh trọng nói ra. Vân Khê nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một lúc, cuối cùng gật gật đầu, nắm chặt một nửa gốc tử đan tham trong tay, nói, ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm gật đầu, theo Vân Khê rời đi, về phần Công Tôn Lôi đang cười bên cạnh, tiếng cười càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, sắc mặt như băng xương. Trong mắt Tiêu Phàm cùng Vân Khê, hắn chỉ là một thằng hề tự mua vui, giống như đến đáp lại hắn cũng là lãng phí nước bọt vậy, điều này sao có thể khiến Công Tôn Lôi không giận chứ? Đám người thấy thế, vội vàng yên lặng lui lại, bọn họ biết rõ,
Công Tôn Lôi tức giận chắc chắn sẽ không nhịn ở trong lòng, một khi Tiêu Phàm cùng Vân Khê rời khỏi Vô Nhai Thương Hội, Công Tôn Lôi sẽ lập tức đẩy bọn họ vào chỗ chết. Điều này Tiêu Phàm và Vân Khê đều rõ ràng, hai người sau khi ra khỏi Vô Nhai Thương Hội, rất nhanh liền biến mất trong biển người. Vân Khê mang theo Tiêu Phàm đi nhanh trên đường, đi một vòng lớn, xuất hiện ở trong một ngõ nhỏ yên tĩnh. Đến Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận là, thủ đoạn trốn chạy của Vân Khê rất quỷ dị, nếu như là chiến hoàng cảnh bình thường theo dõi bọn họ, quả thật dễ dàng bị hắn bỏ lại. Nhưng mà người theo dõi bọn họ, không chỉ có mình chiến hoàng, còn có chiến đế, một khi bị hồn lực của chiến đế khóa chặt, bọn họ muốn chạy trốn cũng khó khăn. Lúc Vân Khê chuẩn bị rời khỏi ngõ nhỏ, Tiêu Phàm đột nhiên vỗ vỗ bả vai hắn, lắc đầu, nhìn bốn phía, lạnh giọng nói, ra đi, không cần trốn trốn tránh tránh nữa. Vân Khê cau mày, chẳng lẽ vẫn còn bị người khác theo dõi? Hô hô, một đạo thân ảnh lấp lóe, quanh người Tiêu Phàm cùng Vân Khê xuất hiện tầm 10 người, 8 chiến hoàng đỉnh phong, 2 chiến đế sơ kỳ, cái đội hình này nếu là đối phó với Tiêu Phàm trước khi đột phá chiến đế, có lẽ sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn. Nhưng mà bây giờ Tiêu Phàm lại chẳng thèm để ý, lúc Hắc Y Nhân xuất hiện, trong ống tay áo Tiêu Phàm tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt. Tiểu tử, đem Túy Vân Tiên Thảo giao ra đây, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây. Một Hắc Y Nhân chiến đế sơ kỳ ở trong đó mở miệng nói, giọng nói vô cùng cao ngạo, giống như cho bọn Tiêu Phàm chết toàn thây là việc làm nhân từ nhất của bọn họ. Cướp Túy Vân Tiên Thảo là giả, giết chúng ta mới là thật đi, Công Tôn Lôi đúng là đủ âm hiểm, giết người cướp của cái loại trò này cũng lỗi thời rồi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này ngươi còn cười được, tí nữa xem ngươi khóc thế nào. Hắc Y Nhân chiến đế sơ kỳ lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Lập tức vung tay lên quát khẽ, giết bọn chúng. Ra lệnh một tiếng, 8 tu sĩ chiến hoàng cảnh khác sát khí nặng nề nhào về phía Tiêu Phàm, 2 tu sĩ chiến đế cảnh sơ kỳ theo sát phía sau. Sắc mặt Vân Khê âm trầm, giống như đã chuẩn bị tốt để liều mạng với 10 người này, một loại khí thế như có như không phát ra từ trên người hắn. Ngã, lúc Vân Khê chuẩn bị xuất thủ, một tiếng nói khẽ vang lên bên tai hắn, sau một khắc, một việc quỷ dị xảy ra. Ầm 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 ầm, 10 tu sĩ bao gồm cả 2 chiến đế cảnh sơ kỳ đột nhiên ngừng thân hình, toàn thân cảm giác như nhũn ra, sau đó trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi làm gì với chúng ta? Hắc Y Nhân chiến đế cảnh sơ kỳ kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, tu vi càng mạnh, hắn càng trân quý sinh mệnh. Làm cái gì? Ngươi hỏi ta làm gì các ngươi? Nói cho các ngươi biết, ta là một luyện dược sư, các ngươi còn không tin. Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, chậm rãi đi về hướng 10 Hắc Y Nhân. Sắc mặt của 10 người vô cùng hoảng sợ, không ngừng bò về đằng sau. Vân Khê cũng rất kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn không ngờ tới Tiêu Phàm vậy mà không cần xuất thủ liền giải quyết xong 10 người. Chẳng lẽ luyện dược chi thuật của hắn thực sự cao minh như vậy? Đưa tay vung lên, từng đạo kiếm khí bắn ra, xẹt qua cổ đám người, Tiêu Phàm lười nói nhảm với bọn họ, đối với người muốn giết chính mình. Hắn chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Ngay tại lúc đó, từng chiếc hồn giới bay lên, rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm. Đi thôi. Giọng nói của Tiêu Phàm vang lên lần nữa, đem Vân Khê đang thất thần kéo trở lại. Vân Khê chấn kinh nhìn Tiêu Phàm, giết 10 người, Tiêu Phàm lại thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. Vân Khê hít sâu một cái, mang theo Tiêu Phàm biến mất trong ngõ hẻm, một lát sau. Trong ngõ nhỏ lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh, Công Tôn Lôi cũng ở trong đó. Nhìn đống thi thể trên mặt đất, sắc mặt Công Tôn Lôi tái nhợt, nghiến răng kèn kẹt. Thiếu gia, bọn họ sau khi trúng độc, bị một kiếm cắt ngang yết hầu mà chết. Một Hắc Y Nhân trở lại cung kính nói với Công Tôn Lôi. Tiêu Phàm, Vân Khê, các ngươi đều phải chết, đi tìm bọn chúng cho ta. Công Tôn Lôi phất tay áo, phẫn hận rời đi. Mấy Hắc Y Nhân nhìn nhau, sau đó quỷ dị biến mất tại chỗ. Tiêu Phàm dưới sự chỉ dẫn của Vân Khê, đi một lúc lâu, lần nữa trở lại một khách sạn gần Vô Nhai Thương Hội. Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi trầm ngâm nói, với tình cảm yêu mến của Vân Khê dành cho muội muội của hắn, tất nhiên sẽ không đưa muội muội đến một nơi rất xa, nếu như Công Tôn Lôi có thể nghĩ ra điểm này, cũng không cần phiền toái như vậy. Sau đó hai người ở bên ngoài khách sạn chờ một lúc lâu,
đợi đến khi màn đêm buông xuống, Vân Khê mới hành động, mang theo Tiêu Phàm phi tường đi vào, lộn một cái trên không trung, cuối cùng nhảy vào trong một gian nhã viện. Đi đến trước cửa phòng, Vân Khê đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật gật đầu, không biết Vân Khê hỏi việc này có ý gì. Tiêu huynh, ngươi thực sự là một luyện dược sư. Ánh mắt Vân Khê sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mang theo một tia chờ mong, vừa rồi Tiêu Phàm ra tay cũng khiến Vân Khê chấn động. Có thể lặng yên không phát ra một tiếng động độc chết chiến đế cảnh, việc này không phải người bình thường có thể làm được. Nói cho đúng, ta là một bác sĩ. Tiêu Phàm gật đầu, so với luyện dược, hắn am hiểu y thuật cứu người hơn. Bác sĩ, vẻ mặt Vân Khê vô cùng nghi hoặc, không biết bác sĩ là gì, nhưng mà vẫn tin tưởng Tiêu Phàm không có ác ý gì đối với bản thân, vội vàng nói, ngươi có thể chữa khỏi bệnh của muội muội ta. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta ngay cả lệnh muội cũng chưa từng thấy, căn bản không biết nàng bị bệnh gì, làm sao có thể cam đoan chữa khỏi được cho nàng chứ. Mời vào, Vân Khê phản ứng kịp thời, đẩy cửa phòng ra đi vào, Tiêu Phàm theo sát phía sau. Ánh mắt quét qua, tất cả những thứ trong phòng đều không lọt khỏi mắt hắn, một người mặc quần dài trắng, dáng người gầy gò in vào trong tầm mắt Tiêu Phàm. Đó là một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi, so với Tiêu Phàm còn nhỏ hơn 2-3 tuổi, trên mặt không chút huyết sắc, lộ ra một loại trắng bệch của bệnh trạng, tình hình có chút giống Vân Khê, chỉ là ánh mắt lại vô cùng thanh minh. Ca ca, ngươi trở về. Nhìn thấy Vân Khê xuất hiện, thiếu nữ trên mặt lộ ra tiếu dung sán lạn. Sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Tiêu Phàm, ca ca, vị này là. Thiếu nữ này hiển nhiên chính là muội muội của Vân Khê, nàng rất ít khi thấy ca ca của mình mang người lạ đến, không khỏi có chút kinh ngạc. Tiêu huynh, đây là xá muội Vân Phán Nhi, tiểu muội, đây là Tiêu Phàm, muội có thể gọi là Tiêu đại ca. Vân Khê yêu chiều sờ sờ đầu Vân Phán Nhi. Tiêu đại ca. Vân Phán Nhi nhu thuận gật đầu gọi. Nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như không nghe thấy vậy, mắt hắn nhìn chằm chằm Vân Phán Nhi, một tia hồn lực yên lặng tỏa ra, bao phủ Vân Phán Nhi. Vân Phán Nhi thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ không thích, vội vàng trốn ra sau lưng Vân Khê, vẻ mặt chán ghét nhìn Tiêu Phàm, Vân Khê cũng cau mày một cái, thiếu chút nữa thì ra tay đánh. Chỉ là nể tình một nửa gốc tử đan tham kia, hắn mới nhịn xuống lửa giận trong lòng. Sau một khắc, Tiêu Phàm giống như bị điện giật. Hồn lực vội vàng rút lui, con người bỗng nhiên co rụt lại, hô lên, huyền âm tuyệt mạch. Nghe được mấy chữ huyền âm tuyệt mạch, Vân Khê cùng Vân Phán Nhi không biết là gì, nhưng Vân Khê tốt xấu gì cũng từng là cường giả chiến đế cảnh, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kích động nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh, người biết rõ bệnh của muội muội ta là gì. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm trọng gật đầu, nói, huyền âm tuyệt mạch, vừa ra đời thì sẽ hấp thu sức sống của mẫu thể, nếu như ta đoán không sai. Mẫu thân của các ngươi lúc Vân Phán Nhi vừa ra đời liền qua đời. Nếu như không phải Vân Khê biết Tiêu Phàm đến từ Đại Ly Đế Triều, chắc chắn sẽ nói Tiêu Phàm từng điều tra hắn. Tiêu huynh, có cách nào chữa không? Vân Khê thiếu chút nữa thì quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng kích động. Từng ấy năm Tiêu Phàm là người đầu tiên nói ra được bệnh tình của Vân Phán Nhi, những luyện dược sư khác chỉ biết là Vân Phán Nhi huyết khí không đủ, cần dùng linh dược bổ sung huyết khí để duy trì sinh mệnh. Ta không có cách nào cả. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, huyền âm tuyệt mạch này là loại bệnh khó chữa nhất mà hắn từng gặp, đến bệnh nan y cũng không bằng. Sở dĩ gọi là tuyệt mạch, là bởi vì nó gần như không thể chữa trị, có thể sống đến hiện tại đã coi như là kỳ tích. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vân Khê sắc mặt sụ xuống, Vân Phán Nhi ở bên cạnh lại an ủi, ca ca yên tâm, Phán Nhi không có việc gì, có thể sống chừng ấy năm. Phán Nhi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, Phán Nhi chỉ hy vọng, ca ca có thể sống tốt là được. Hai mắt Vân Khê đỏ bừng, toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm giọng nói lại tiếp tục vang lên, bây giờ không có cách, không có nghĩa là sau này cũng không có. Vân Phán Nhi, mạo muội hỏi một câu, ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi? Gần 16 tuổi. Vân Phán Nhi khó hiểu nhìn Tiêu Phàm, nàng biết bản thân hiểu lầm Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng. Còn bao nhiêu lâu, Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói. Còn nửa năm nữa, sao vậy? Vân Phán Nhi nghi hoặc nói, Vân Khê ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc,
chẳng lẽ chữa bệnh này còn có liên quan đến tuổi tác? Nếu như còn nửa năm nữa, vậy bệnh của ngươi ta có thể chữa khỏi. Tiêu Phàm cười nói, chỉ là Tiếu Dung rất miễn cưỡng, sau đó lại nhìn về phía Vân Khê, Vân Huynh, ngươi đi theo ta, ta cần ngươi đi kiếm cho ta chút đồ vật. Được. Vân Khê không chút do dự gật đầu nói. Tiêu đại ca, Huynh không cần tránh mặt ta, có gì Huynh cứ nói ở đây đi, Phán Nhi biết rõ tình trạng của bản thân. Vân Phán Nhi trên mặt tràn đầy Tiếu Dung, Tiếu Dung không hề giả dối chút nào, cười vô cùng sán lạn. Tiêu Phàm thầm than, Vân Phán Nhi này cũng là một người thông tuệ. Tiêu Huynh, ngươi, Vân Khê sao có thể không hiểu ý, Tiêu Phàm đang an ủi Vân Phán Nhi mà thôi, hắn căn bản không có biện pháp chữa khỏi cho Vân Phán Nhi. Hiện tại ta quả thực không thể trị được huyền âm tuyệt mạch của Vân Phán Nhi. Tiêu Phàm thở dài gật đầu nói, lập tức xoay qua, nhưng mà với bệnh của ngươi, ta lại có 8 phần nắm chắc. Bệnh của ta, ánh mắt Vân Khê hơi thay đổi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Ca ca, Huynh rốt cục bị làm sao? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Vân Phán Nhi lại hoảng sợ nói, lo lắng nhìn Vân Khê. Những ngày qua, sắc mặt Vân Khê trắng bệch, không chút huyết sắc nào, vừa nhìn liền có thể nhìn ra thân thể hắn xảy ra vấn đề, chỉ là Vân Phán Nhi vẫn luôn không tin mà thôi. Trong lòng Vân Phán Nhi, ca ca của nàng Vân Khê chính là vô địch. Vân Khê vỗ vỗ đầu Vân Phán Nhi, cười nói, yên tâm, ca ca không có việc gì. Lập tức chậm rãi quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, con người có chút băng lãnh, giống như không muốn tiết lộ bệnh tình của mình trước mặt Vân Phán Nhi vậy. Tiêu Huynh, cố gắng đừng nói việc này trước mặt Phán Nhi. Vân Khê truyền âm khẩn cầu. Xin lỗi, là do ta không suy nghĩ chu toàn. Tiêu Phàm gật đầu, cười một tiếng, không thể không nói, Vân Khê vô cùng sủng ái muội muội của hắn. Quan trọng nhất là, Vân Khê chỉ quan tâm bệnh tình của Vân Phán Nhi, ngược lại đối với bệnh tình của mình lại không quan tâm chút nào. Đa tạ Tiêu Huynh. Vân Khê truyền âm nói. Tiêu đại ca, bệnh tình của Phán Nhi còn có thể chữa được không? Xin Huynh nói thật cho Phán Nhi biết. Đột nhiên, giọng nói của Vân Phán Nhi vang lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. Không có chút sợ hãi nào trước cái chết. Ngừng lại, Vân Phán Nhi lại chính trọng nói, nếu như không cứu được, ta hy vọng Huynh có thể nói thật cho ta biết, cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian của ca ca. Tiêu Phàm trầm mặc một lúc, ánh mắt liếc nhìn Vân Khê cùng Vân Phán Nhi, hắn có thể cảm nhận được sự kiên định của Vân Phán Nhi. Một lúc lâu sau, Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, cứu được, nhất định có thể cứu được. Nghe vậy, Vân Khê cùng Vân Phán Nhi hai mắt tỏa sáng. Vẻ mặt vô cùng kích động, nhưng Vân Phán Nhi rất nhanh lại khôi phục sự bình tĩnh, nàng biết rõ, Tiêu Phàm còn chưa nói xong. Quả nhiên, Tiêu Phàm lại nói tiếp. Nhưng muốn cứu, cũng không phải dễ dàng. Tiêu Phàm tiếp tục nói, các ngươi đều biết cái gì gọi là huyền âm tuyệt mạch chứ? Không biết, còn xin Tiêu Huynh cho hay. Vân Khê chắp tay nói, hắn là cho dù thể nào cũng sẽ không để Vân Phán Nhi tự sinh tự diệt. Thế gian có tam đại tuyệt mạch. Theo thứ tự là huyền âm tuyệt mạch, cửu dương tuyệt mạch, cùng cửu âm tuyệt mạch. Tiêu Phàm sắp xếp lại suy nghĩ, tất cả những tin tức có liên quan tới huyền âm tuyệt mạch trong tu la truyền thừa đều xuất hiện trong đầu hắn. Tam đại tuyệt mạch, sở dĩ xưng là tuyệt mạch, chính là bởi vì gần như không có khả năng cứu chữa. Tiêu Phàm còn nói thêm, hắn rất rõ ràng tuyệt mạch là cái gì, không khác gì so với ung thư trên trái đất, cơ bản chỉ là ngồi chờ chết. Đương nhiên. Với năng lực hiện tại của Tiêu Phàm, giải quyết bệnh ung thư không phải vấn đề gì khó, nhưng cái tuyệt mạch này lại khiến hắn thúc thủ vô sách. Ngừng lại, Tiêu Phàm tiếp tục nói, bất quá, tất cả đều không phải tuyệt đối, tuyệt mạch cũng có một chút hy vọng sống, cũng giống như cái huyền âm tuyệt mạch này. Thế gian vạn vật, đều cân bằng, mà huyền âm tuyệt mạch khác với cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch là cửu âm tuyệt mạch cùng cửu dương tuyệt mạch, âm dương đạt tới cực hạn, rất khó để nó cân bằng. Nhưng huyền âm tuyệt mạch, âm dương vốn cực kỳ cân bằng, nhưng cũng chính là bởi vì quá mức cân bằng, cơ bản rất khó đánh vỡ. Mà một khi đánh vỡ sự cân bằng này, cũng có khả năng tạo thành những nguy hiểm không thể nào biết trước được, cho nên rất ít người dám đi thử nghiệm, cho nên trong lịch sử luyện dược sư, còn chưa bao giờ có việc chữa khỏi cho huyền âm tuyệt mạch. Tiêu Phàm một hơi nói xong, hắn cũng rất mất bình tĩnh, lúc hắn nhìn thấy tình hình trong thân thể Vân Phán Nhi. Hắn cũng rất mất bình tĩnh, mới có sự thất thố kia. Hắn cũng không nghĩ đến,
một lần đến Vô Song Thánh Thành, vậy mà liền đụng phải một trong tam đại tuyệt mạch trong truyền thuyết, Tiêu Phàm còn nhớ kỹ những dự định ban đầu khi tạo ra thần châm các, chính là hướng đến tất cả các loại chứng bệnh nan y, đề cao y thuật cùng khả năng luyện dược của bản thân. Chỉ là với huyền âm tuyệt mạch này, Tiêu Phàm quả thật thúc thủ vô sách, hắn sở dĩ nói còn cứu được cũng chỉ là lời nói an ủi mà thôi. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vân Khê cùng Vân Phán Nhi hai người mặt sụ xuống, một loại bệnh chưa có người nào từng trị khỏi, Tiêu Phàm sao có thể chữa được chứ? Hai người bọn họ cũng không phải đồ đần, biết rõ Tiêu Phàm chỉ đang an ủi bọn họ mà thôi, lúc này Vân Phán Nhi hít sâu một cái, sắc mặt khôi phục sự bình tĩnh nói, ca ca, không cần lo lắng cho Phán Nhi, có lẽ đây chính là vận mệnh của Phán Nhi. Mệnh, cái gì là mệnh? Vân Khê trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, một loại khí thế đáng sợ từ trên người hắn bắn ra tứ phía, gần như quát ầm lên, ta Vân Khê chưa bao giờ tin cái gì mà vận mệnh, mệnh là do ta không phải do trời. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Tiêu Phàm lại rõ ràng cảm nhận được khí thế trên người Vân Khê, chiến đế, cái kia tuyệt đối là khí thế chỉ có chiến đế mới có được. Ta có một cách, có thể chữa khỏi cho Vân Phán Nhi, ta không dám khẳng định, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ của nàng. Tiêu Phàm lại mở miệng nói. Nhìn thấy một trong tam đại tuyệt mạch trong truyền thuyết, Tiêu Phàm là một luyện dược sư cũng rất có hứng thú, nếu như có thể chữa khỏi một trong tam đại tuyệt mạch, y thuật của hắn tuyệt đối có thể nâng cao lên một cấp độ đáng sợ. Cách gì? Vân Khê bỗng nhiên nắm lấy cổ áo Tiêu Phàm, vội vàng nói, sau đó mới phát hiện ra có chút không thích hợp, vội vàng quỳ xuống, chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Phán Nhi, cái mạng này của Vân Khê mặc công tử xử trí. Nếu có người nhìn thấy Vân Khê vậy mà quỳ xuống trước mặt người khác, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vân Khê 20 tuổi liền đột phá chiến đế cảnh, xem như một siêu cấp thiên tài không có gia cảnh cùng bối cảnh gì cả, không biết có bao nhiêu gia tộc muốn có được hắn, nhưng Vân Khê chưa bao giờ đồng ý. Hắn không xum xoe xu nịnh được, cho dù là hai đại gia tộc ở Thánh Thành, Vân Khê cũng chưa từng cúi đầu, càng không cần phải nói đến việc cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Vân huynh, xin đứng lên. Tiêu Phàm vội vàng đỡ Vân Khê dậy, hắn sở dĩ hỗ trợ cứu chữa, cũng không phải là muốn được báo đáp, chỉ là thích cách làm người của Vân Khê mà thôi. Ta có thể thử một lần, nhưng mà trước đó, còn cần Vân Khê huynh hỗ trợ. Tiêu Phàm lại nói. Sông pha khói lửa, quyết không chối từ. Vân Khê kiên định nói, chỉ cần có thể cứu muội muội mình, Vân Khê không có bất kỳ e ngại gì. Không đến mức nghiêm trọng như vậy. Tiêu Phàm cười cười, lại nhìn Vân Phán Nhi, nói, một tu sĩ chiến tông cảnh không giúp được ta cái gì, trừ phi là chiến đế cảnh. Nghe vậy, sắc mặt Vân Khê khẽ biến, đừng thấy hắn vẫn luôn tự tin có thể khôi phục thực lực, nhưng mà nó phải dùng rất nhiều thứ để đánh đổi, càng không cần dùng hết toàn bộ chữa trị chiến hồn nếu như ta nói, ta có thể chữa khỏi cho ngươi, ngươi có tin không? Tiêu Phàm lại nói, hắn biết rõ Vân Khê chỉ là có bệnh vái tứ phương mà thôi, căn bản không tin tưởng mình từ trong thâm tâm. Quỳ xuống cũng chỉ là bởi vì lo lắng cho an nguy của Vân Phán Nhi, hoặc có lẽ là hắn dùng tôn nghiêm để đổi lấy tính mệnh của Vân Phán Nhi, theo người khác đây là xấu hổ, nhưng trong mắt Vân Khê, đây cũng chỉ là một loại trả giá mà thôi. Muốn khiến Vân Khê tin tưởng bản thân, trước hết phải bộc lộ tài năng, chân chính trấn trụ hắn mới được, mà hiện tại, có thể làm cho Vân Khê tin tưởng bản thân, cũng chỉ có cách chữa khỏi bệnh cho hắn. Vân Khê hít sâu một cái nhìn Tiêu Phàm, giống như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu vậy, nhưng Tiêu Phàm lại bất phi sở động. Tiêu Phàm đang chờ đợi đáp án của Vân Khê, nếu như Vân Khê không tin hắn, hắn tất nhiên sẽ xoay người rời đi, một trong ba nguyên tắc cứu người của hắn, chính là không tin ta không cứu. Ta tin tưởng ngươi, lúc này, giọng nói của Vân Khê vang lên, hắn nhìn Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói ra. Ta tin tưởng ngươi, Vân Khê nói vô cùng khẳng khái, không giống làm bộ. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục cũng lộ ra tiếu dung, nói, ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình. Chỉ cần Vân Khê nói một chữ không, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chút do dự rời đi, đối với người không tin mình, cần gì phải cứu hắn chứ? Vân Khê cười khổ một tiếng, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, một lúc lâu sau mới nói, ngươi thật sự có thể chữa khỏi vết thương của ta. Tất nhiên, Tiêu Phàm không chút do dự gật gật đầu. Đột nhiên thần sắc nghiêm lại, nói trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, đương nhiên, ngươi có thể không trả lời. Công tử mời nói,
Vân Khê ánh mắt lóe lên một cái, vẫn nói. Ngươi rốt cuộc có thù hận gì với Công Tôn Lôi? Tiêu Phàm hỏi. Nghe được ba chữ Công Tôn Lôi, Vân Khê trong mắt lóe lên sát khí, nhìn Vân Phán Nhi bên cạnh nói, một tháng trước, ta vẫn còn là người của Chiến Hồn Điện, tu vi cũng là chiến đế cảnh, ta cũng không biết Công Tôn Lôi. À, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, không biết Công Tôn Lôi, vậy vì sao Công Tôn Lôi muốn làm khó hắn chứ? Nhưng mà Tiêu Phàm biết Vân Khê không cần phải nói dối. Ba tháng trước lúc ta đột phá chiến đế cảnh, Công Tôn gia tộc đã từng mời ta gia nhập, mời chào ta với chức khách khanh trưởng lão, bị ta cự tuyệt, lúc ấy Công Tôn gia tộc cũng không hề lộ ra vẻ ghi thù gì cả. Vân Khê lạnh lùng nói, trên người sát khí lan tỏa, tựa như lâm vào bên trong hồi ức. Tận đến một tháng trước, thiên tài của Công Tôn gia tộc Công Tôn Dạ tìm tới ta, nói hắn biết rõ cách chữa trị cho Phán Nhi, chỉ cần tìm được cửu phẩm xích huyết thần Long Thảo, liền có thể chữa khỏi bệnh. Cửu phẩm xích huyết thần Long Thảo, đây không phải là loại linh thảo chỉ sinh trưởng ở bạo loạn chi hải sao? Vân Phán Nhi vẫn luôn trầm mặc đột nhiên cả kinh kêu lên, tay phải che miệng, nước mắt trào ra. Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Vân Khê, Vân Phán Nhi sao có thể không biết, Vân Khê sở dĩ thụ thương là vì cứu muội muội là nàng đây. Bạo loạn chi hải là chỗ như thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái, mặc dù hắn không biết bạo loạn chi hải là chỗ nào. Nhưng hắn biết nơi đây chắc chắn vô cùng nguy hiểm, bằng không Vân Phán Nhi cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Bạo loạn chi hải là một chỗ cổ địa thiên địa linh khí bạo loạn, đồng thời cũng là cấm khu của chiến đế cảnh, nơi đó bát giai hồn thú hoành hành, sát phạt quả đoán, vô cùng huyết tinh, cấm chỉ tu sĩ nhân loại bước vào. Vân Khê hít sâu một cái nói. Sau đó lại bổ sung một câu, nhưng nơi đó linh khí phong phú, có đủ loại linh thảo. Thậm chí có thể làm cho chiến hồn biến dị, rất nhiều chiến hoàng cảnh thế hệ trước tự biết tuổi thọ không nhiều, sẽ đi vào đó tìm vận may. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, trong đầu nhớ kỹ nơi gọi là bạo loạn chi hải này, lại hỏi, người bị thương ở bạo loạn chi hải. Không sai, lúc ấy ở bạo loạn chi hải gặp phải nguy hiểm, Công Tôn Dạ uy hiếp ta, chỉ cần ta gia nhập Công Tôn gia tộc, liền xuất thủ cứu ta, về sau. Vân Khê hờ hững gật đầu. Không nói tiếp, nhưng Tiêu Phàm vẫn có thể nghe hiểu. Rất hiển nhiên, Vân Khê không đồng ý, cho nên Công Tôn Dạ không ra tay cứu giúp, Vân Khê lúc này mới bị thương, tu vi rơi xuống chiến tông cảnh, Công Tôn Lôi sở dĩ sỉ nhục Vân Khê chắc cũng là bởi vì Vân Khê cự tuyệt sự mời chào của Công Tôn gia tộc. Chiến đế cảnh không đến 20 tuổi, cho dù là ở Thánh Thành, cũng được tính là nhân vật phong vân, được mời chào cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi Vân Khê lại là người chẳng có chút bối cảnh nào. Nói như vậy, có thể là do Công Tôn Dạ cố ý hãm hại ca ca huynh. Vân Phán Nhi đột nhiên mở miệng nói, nữ hài tử kiên cường này, trên người vậy mà cũng tràn ngập sát khí. Mặc dù chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Tiêu Phàm lại cảm nhận được rõ ràng, hắn cau mày một cái, trong lòng kinh ngạc, sát khí quá nội liếm, Vân Phán Nhi này quả thật là sát thủ thiên tài. Vân Khê vẫn luôn trầm mặc, hắn tất nhiên cũng biết rõ nguyên do, nhưng mà với năng lực hiện tại của hắn, muốn báo thù cũng không được. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên sự chờ mong. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm nhất định cũng có thù với Công Tôn Lôi, bằng không cũng sẽ không làm khó Công Tôn Lôi trước mặt nhiều người như vậy. Công Tôn Lôi có thù với ta, chúng ta cũng coi như là cùng một đường. Tiêu Phàm gật đầu. Hắn cũng chẳng ghi hận Công Tôn Lôi, chỉ là Công Tôn Lôi ghi hận hắn mà thôi. Bây giờ, Công Tôn Lôi còn muốn giết hắn, Tiêu Phàm cũng không phải quả hồng mềm, không thể nào để mặc bọn chúng hà hiếp. Chiến hồn của ngươi bị thương, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được hồn lực của chiến hồn trong thân thể ngươi. Tiêu Phàm đổi đề tài, hắn sớm đã nhìn ra đại khái vấn đề trong thân thể Vân Khê, trước đó ngươi nói trong vòng nửa năm có thể khôi phục chiến đế. Xem ra ngươi cũng phát hiện ra tình huống của bản thân rồi. Vân Khê trong mắt lóe lên tia sáng, rất nhanh lại khôi phục như bình thường, khẽ gật đầu. Nhưng mà ngươi như bây giờ chắc sẽ không thể tiến thêm được nữa, thậm chí còn có thể tổn hại chiến hồn thứ hai của ngươi. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nghe vậy, ánh mắt Vân Khê khẽ biến, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hai chiến hồn là bí mật lớn nhất của hắn, lại bị Tiêu Phàm nhìn ra. Vân Khê nắm chặt nắm đấm. Thiếu chút nữa không nhìn được xuất thủ, trong lòng hắn hoài nghi, Tiêu Phàm từng theo dõi bản thân, thế
thế nhưng là hắn chỉ vừa mới đến Vô Song Thánh Thành, trước kia hẳn chưa từng gặp mình mới đúng. Vân Phán Nhi ở bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Vân Khê, hiển nhiên nàng cũng không biết việc Vân Khê có hai chiến hồn. Nếu để cho người ngoài biết, khẳng định cũng sẽ kinh ngạc không thôi, Vân Khê vậy mà có song sinh chiến hồn, khó trách hắn lại cường đại như vậy. Nhìn ra người có hai chiến hồn cũng không khó, bởi vì trên người ngươi có hai loại khí tức hồn lực. Tiêu Phàm thản nhiên nói, giống như đang nói một việc chẳng có ý nghĩa gì cả. U Linh chiến hồn nhạy cảm như thế nào chứ, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tình huống trong thân thể Vân Khê, hơn nữa, Tiêu Phàm còn là bát phẩm luyện dược sư, tất cả đều khó mà qua được mắt hắn. Tiêu Phàm giống như không cố kỵ cảm nhận của Vân Khê, tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai, chiến hồn thứ hai của ngươi hẳn là cửu phẩm tiệt hồn kiếm, cho nên chiến hồn thứ nhất chạm hồn kiếm sau khi bị thương, tu vi mới có thể rơi xuống nhanh như vậy. Bởi vì hồn lực của trảm hồn kiếm đều bị tiệt hồn kiếm hấp thu, không biết ta nói đúng không? Nếu như ta nắm giữ song sinh chiến hồn, vì sao tu vi lại rớt xuống chứ? Người nắm giữ song sinh chiến hồn, một chiến hồn bị thương, tu vi sẽ không rớt xuống. Vân Khê mị mị hai mắt nói. Tình huống mà Vân Khê nói Tiêu Phàm từng gặp qua, lúc trước Tôn Tuyệt chính là tình huống như vậy, lục phẩm chiến hồn Lôi Văn Hổ bị hắn đả thương. Bởi vì còn có thất phẩm chiến hồn Khiếu Nguyệt Thiên Lang tồn tại, cho nên Tôn Tuyệt tu vi không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà tình huống của Vân Khê lại không giống như vậy. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, vẻ mặt cao thâm, lắc lắc đầu nói, bởi vì chiến hồn thứ hai của ngươi còn chưa chân chính thức tỉnh, nếu như cưỡng ép thức tỉnh, rất có thể sẽ khiến chiến hồn bị trọng thương. Ngươi rốt cuộc là ai? Toàn thân Vân Khê khẽ run lên, ánh mắt băng lãnh nhìn Tiêu Phàm. Giống như bí mật lớn nhất của bản thân bị phát hiện vậy, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Ta là Tiêu Phàm, là một bác sĩ. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng nói, Vân Khê bây giờ, cho dù trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra thực lực của chiến đế cảnh, hắn cũng không sợ hãi. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi xuống cũng nghe được tiếng, Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cười nhìn về phía Vân Khê, khuôn mặt Vân Khê lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Nắm giữ song sinh chiến hồn vẫn luôn là bí mật lớn nhất của hắn, dù là Vân Phán Nhi người thân cận với hắn nhất cũng không biết. Bây giờ bí mật này lại bị Tiêu Phàm tùy tiện nói ra, Vân Khê sao có thể bình tĩnh nổi. Tiêu đại ca, người thật có thể chữa khỏi bệnh của ca ca. Thật lâu sau, Vân Phán Nhi phá vỡ sự yên lặng, nhiệt tình nhìn Tiêu Phàm. Vốn dĩ trong lòng nàng rất lo lắng, mặc dù Vân Phán Nhi là huyền âm tuyệt mạch. Nhưng mà nàng cũng biết rõ chiến hồn bị thương cùng với song sinh chiến hồn đại biểu cho cái gì. Một khi chiến hồn thụ thương, đừng nói tiếp tục đột phá, cho dù muốn duy trì tu vi vốn có cũng rất khó khăn. Mà người nắm giữ song sinh chiến hồn, tương đương với nắm giữ hai lần cơ hội tu luyện, một chiến hồn bị thương, hắn vẫn có thể tiếp tục tu luyện. Tiêu Phàm nghe vậy, nghiền ngẫm liếc mắt nhìn Vân Khê, nói, mấu chốt là hắn không tin ta. Sắc mặt Vân Khê âm tình bất định, đột nhiên sang sảng cười một tiếng, nói ta tin tưởng ngươi. À, vì cái gì? Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn thấy Vân Khê là một người cẩn thận từng ly từng tí như thế, điều này có thể nhìn ra từ việc hắn sắp xếp cho Vân Phán Nhi, hắn sẽ không tùy tiện tin bất cứ ai. Nhưng mà, Vân Khê lại hai lần nói tin tưởng mình, Tiêu Phàm không cho rằng Vân Khê coi mình là một người tốt, cái thế giới này khắp nơi đều là tàn khốc cùng vô tình. Là do ta suy nghĩ nhiều, người vừa mới vào Vô Song Thánh Thành, hẳn chưa từng nghe nói đến ta, càng không thể nào cố ý tìm hiểu tin tức của ta. Vân Khê hít sâu một cái nói. Đúng lúc này, lại nói, mặt khác, ta bây giờ chỉ là một tu sĩ chiến tông cảnh, mặc dù ngươi đi theo ta không cần lý do, nhưng trên người ta cũng không có thứ gì ngươi muốn, đối với ngươi mà nói thứ có giá trị duy nhất của ta có lẽ chính là cái mạng này. Nếu như ta có thể khôi phục tu vi. Đối với người ít nhiều cũng có chút lợi ích, nhưng mà cứu ta, cái giá phải trả sẽ đắt hơn nhiều so với lôi kéo chiến đế cảnh khác. Vân Khê nói một hơi, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giống như muốn nhìn thấy suy nghĩ trong nội tâm Tiêu Phàm. Không thể không nói, Vân Khê nghĩ rất toàn diện, đến Tiêu Phàm cũng không thể không bội phục, nhưng mà Tiêu Phàm lại cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Vân Khê cau mày một cái, tức giận nói. Nếu như ta nói. Ta sở dĩ muốn cứu ngươi, chỉ là vì thấy ngươi thuận mắt, ngươi có tin không? Tiêu Phàm cười nói.
Vân Khê trong lòng co rút lại, chẳng lẽ thực sự là bản thân suy nghĩ quá nhiều? Chắc cũng chỉ là bởi vì có cùng cửu nhân với mình mới cứu thôi sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt thanh tịnh kia của Tiêu Phàm, Vân Khê biết rõ Tiêu Phàm không nói dối, chẳng biết tại sao, trong lòng Vân Khê dâng lên một loại cảm giác khâm phục đối với Tiêu Phàm. Ta tin tưởng ngươi. Vân Khê gật đầu. Nếu như nói ta có mục đích, vậy chính là do ta mới đến đây muốn một người dẫn đường hiểu rõ về Thánh Thành thôi. Tiêu Phàm cười cười nói. Ca ca, chúng ta gặp được quý nhân. Trên mặt Vân Phán Nhi cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Xin lỗi, là ta nghĩ quá nhiều. Vân Khê thi lễ với Tiêu Phàm, hắn phát hiện, bản thân hoàn toàn không nhìn thấu được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phất phất tay, đề phòng người xa lạ cũng là nhân chi thường tình, huống chi bản thân đột nhiên tới cửa nói muốn chữa bệnh cho bọn họ, ai mà tin được chứ? Vân Khê có thể tin tưởng hắn, đã coi như là rất hiếm có rồi. Tiêu Phàm đột nhiên nghiêm mặt lại, nói, kỳ thật cứu ngươi, không cần phiền toái như vậy, chỉ cần thúc đẩy cửu phẩm tiệt hồn kiếm kia của ngươi thức tỉnh là được, về phần bát phẩm trảm hồn kiếm chiến hồn, ta đây cũng bất lực. Nghe vậy, Vân Khê đột nhiên khom người nói, Vân Khê chỉ cầu công tử giúp đỡ có thể tiếp tục tu luyện, không có nguyện vọng nào khác. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là công tử. Tiêu Phàm vội vàng đỡ Vân Khê dậy nói. Vân Khê nói lời giữ lời. Từ lúc công tử đem một nửa tử đan tham kia cho ta, cái mạng của ta đây chính là của công tử. Vân Khê thẳng thắn nói, Vân Phán Nhi kinh ngạc nhìn Vân Khê. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải chuyển đổi đề tài, nói, ngươi có biết Thánh Thành có chỗ nào vắng vẻ một chút không, tốt nhất là hoang sơn dã lĩnh, nhưng không quá xa, chiến hồn của ngươi thức tỉnh sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, dễ dàng khiến cho người ta để ý, đương nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy người khác biết rõ cũng không sao cả, thì ở chỗ này cũng được. Chỗ vắng vẻ, Vân Khê cau mày một cái, nhất thời không nghĩ ra chỗ nào, nhưng hắn vẫn quyết định chọn một nơi vắng vẻ, đạo lý cây cao sẽ phải chịu gió lớn hắn hiểu rất rõ. Ca ca, cách nơi này không xa, không phải có một dãy núi Bàn Long Sơn Mạch hay sao? Vân Phán Nhi đột nhiên mở miệng nói. Đúng, công tử, chọn Bàn Long Sơn Mạch đi. Vân Khê mắt sáng lên. Tiêu Phàm mặc dù không biết cái gì là Bàn Long Sơn Mạch, nhưng có Vân Khê dẫn đường, chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ, ba người liền đi tới một chỗ núi rừng hoang vu. Núi rừng rộng lớn bát ngát, nhìn không thấy điểm cuối, bây giờ đã là ban đêm, tựa như một con hung thú to lớn đang nằm dài ở đây, tản ra một loại khí thế đáng sợ. Công tử, dãy núi này chính là Bàn Long Sơn Mạch. Nghe đồn đã từng có chân long nằm ở đây nên mới đặt tên như vậy, từ trên cao nhìn xuống, trong dãy núi có một con sông ngoằn ngoèo kéo dài mấy ngàn dặm, giống hệt như chân long đang nằm, tên là Bàn Long Giang, dãy núi này cũng vì vậy mà gọi là Bàn Long Sơn Mạch. Vân Khê giải thích, Tiêu Phàm gật đầu, vừa rồi hắn liền phát hiện ra, mặc dù là ban đêm, nhưng quan sát phía dưới, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một dòng sông rộng lớn. Không chỉ đây. Cái trong Bàn Long Giang rất ngon, đến giữa hè sẽ có không ít tu sĩ thả câu ở chỗ này, đáng tiếc bây giờ là cuối mùa thu. Vân Phán Nhi lại bổ sung một câu. Trước cứ chữa khỏi cho ngươi rồi nói. Tiêu Phàm dừng lại trong một cái sơn cốc yên tĩnh, đối với những thứ này Tiêu Phàm không cảm thấy hứng thú cho lắm, điều hắn quan tâm nhất bây giờ là được gặp tiểu ma nữ. Nếu như nói cứu Vân Khê không có chút mục đích nào thì không phải, đúng như lời Tiêu Phàm nói. Hắn hoàn toàn không biết gì cả về Vô Song Thánh Thành, thiếu một người dẫn đường, có Vân Khê chỉ dẫn, muốn tìm tiểu ma nữ tất nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Ở chỗ này đi, không cần chuẩn bị gì sao? Vân Khê nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không cần, Tiêu Phàm gật đầu, ra hiệu Vân Phán Nhi đi xa một chút, thầm nghĩ trong lòng, vấn đề của Vân Khê, có thể nói dễ dàng hơn Hướng Vinh rất nhiều, chỉ cần dùng hồn lực kích thích một cái, tiệt hồn kiếm liền có thể tự động thức tỉnh. Cho dù là những luyện dược sư cũng có thể dễ dàng làm được. Tận lực thả hai cái chiến hồn ra. Tiêu Phàm nói. Vân Khê mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không chút do dự triệu hồi ra hai đạo quang ảnh, một hắc, một bạch, hắc sắc chính là bát phẩm trảm hồn kiếm, mà bạch sắc chính là cửu phẩm tiệt hồn kiếm. Xa xa nhìn lại, hắc sắc trảm hồn kiếm quanh thân hồn lực tràn ngập, kiếm thể rời thành mảnh nhỏ, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Mà bạch sắc tiệt hồn kiếm quang mang ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chôn vùi. Thả lỏng tinh thần.
Tiêu Phàm khẽ nói, sau một khắc, một đạo kiếm chỉ bắn ra, hắc sắc trảm hồn kiếm chiến hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành hồn lực cuồn cuộn phóng về bốn kia, Vân Khê hét lên một tiếng, thiếu chút nữa ngất đi. Tiêu Phàm khẽ chuyển động ý nghĩ, áp chế hồn lực của trảm hồn kiếm đang dũng mãnh lao tới tiệt hồn kiếm chiến hồn, sau một khắc, tiệt hồn kiếm đột nhiên tỏa ra quang mang hừng hừng, một đạo kiếm mang màu trắng đâm rách màn đêm đen kịt, xông thẳng lên trời. Tiệt hồn kiếm, giết chết chiến hồn để cho mình dùng, quả nhiên là thực. Tiêu Phàm nhìn bạch sắc chiến hồn trên đỉnh đầu Vân Khê, mị mị hai mắt nói, trong bàn tay, cực phẩm hồn thạch ào ào rơi xuống bên cạnh Vân Khê. Trong sơn cốc, linh khí trời đất điên cuồng tràn vào trong cửu phẩm chiến hồn tiệt hồn kiếm của Vân Khê. Hồn thạch Tiêu Phàm phóng ra tất cả đều nổ tung, hồn lực cuồn cuộn bị tiệt hồn kiếm hấp thu, hóa thành một đống bột mịn. Tiệt hồn kiếm quang mang hừng hực, cũng ngày càng ngưng tụ, tựa như một chuôi thần binh lợi khí chân chính đang sinh ra, quả thực là hết sức kỳ lạ. Tiêu Phàm cau mày, thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, hộ pháp cho Vân Khê. Trong lòng hắn còn một vấn đề băn khoăn, chính là chiến hồn rốt cuộc là sinh ra thế nào? Vì sao có người có thể thức tỉnh hai chiến hồn, mà có người chỉ có thể thức tỉnh một cái? Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ sẽ cho rằng đây là do thiên phú giữa các tu sĩ khác nhau. Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm lại không nghĩ như vậy. Lần trước tiến vào trong không gian tối tăm kia, Tiêu Phàm nhìn thấy hồn văn lít nha lít nhít, có lẽ có quan hệ tới chiến hồn của tu sĩ. Thậm chí, Tiêu Phàm đang nghĩ, phải chăng mỗi tu sĩ thức tỉnh chiến hồn đều là bị truyền tống vào một khoảng không gian kỳ lạ mới có thể thức tỉnh chiến hồn. Thôi, chờ ta đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ biết. Nghĩ không ra, Tiêu Phàm dứt khoát không nghĩ nữa, nghiêm túc thay Vân Khê hộ pháp. Cũng may bây giờ là cuối thu, Bàn Long Sơn mạch này ít ai lui tới, có rất ít người nhìn thấy dị thường nơi đây. Sau khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, bốn phía rốt cục khôi phục lại yên tĩnh, tiệt hồn kiếm chiến hồn đỉnh đầu Vân Khê tản mát ra một loại khí tức chấn nhiếp nhân tâm. Oanh, ngay lúc đó, một tiếng nổ vang ngập trời như sấm sét từ trong cơ thể Vân Khê truyền ra, làm người ta đau màng nhĩ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ uy áp tuyệt thế sắc bén. Chiến đế cảnh, kiếm đạo ý chí, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cũng chấn kinh vì thực lực Vân Khê. Người này không hổ là nhân vật thiên tài vô song thánh thành, vậy mà ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Quang mang tiệt hồn kiếm trong nháy mắt thu lại, sơn cốc khôi phục vẻ yên tĩnh, Vân Phán Nhi đi tới cách đó không xa, vui vẻ nói chúc mừng ca ca. Vân Khê đi tới gần, nhàn nhạt gật đầu, đột nhiên, hai đầu gối Vân Khê mềm nhũn. Quỳ xuống hướng về Tiêu Phàm, cúi đầu nói, đa tạ ơn công tử cứu sống. Ngươi không cần cảm ơn ta, nếu đổi lại là một luyện dược sư khác, cũng có thể nhìn ra vấn đề của ngươi. Tiêu Phàm vội vàng đỡ Vân Khê dậy. Hắn không lừa gạt Vân Khê, chiến hồn tiệt hồn kiếm vốn là cần một chiến hồn khác mới có thể thức tỉnh, đổi lại là một luyện dược sư khác cũng có thể giúp hắn. Chỉ là, có thể làm được dễ dàng thoải mái như Tiêu Phàm, thì khả năng không có mấy người. Cái mạng này của Vân Khê, sau này sẽ là của công tử. Công tử nếu không chứa chấp, Vân Khê quỳ ở đây không dậy. Vân Khê quả thực là quỳ trên mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu Phàm bất đắc dĩ một hồi, đành phải chuyển ánh mắt cầu cứu về hướng Vân Phán Nhi. Nhưng mà, vượt quá Tiêu Phàm dự liệu, Vân Phán Nhi chẳng những không có khuyên can, ngược lại còn nói, Tiêu đại ca, ca ca ta tính tình như vậy. Ngươi là người đầu tiên mà Phán Nhi thấy ca ca tin phục. Người đáp ứng huynh ấy đi. Mình thật sự làm cho Vân Khê tin phục sao? Trong lòng Tiêu Phàm rất rõ ràng, Vân Khê chỉ là tin phục thân phận luyện dược sư của Tiêu Phàm, chứ chưa thừa nhận Tiêu Phàm. Hoặc có thể nói, Vân Khê chỉ muốn để Tiêu Phàm toàn tâm toàn lực ra tay cứu chữa Vân Phán Nhi mà thôi. Đương nhiên, với tính cách của Vân Khê, cũng coi như là đã tán dương Tiêu Phàm rồi. Được, Tiêu Mỗ liền nhận người huynh đệ này. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, hắn nghĩ đến rất nhiều thứ, có thổ dân vô song thánh thành như Vân Khê ở đây, hắn sẽ thuận tiện thêm rất nhiều. Đa tạ công tử. Vẻ mặt Vân Khê vui vẻ, hắn thấy, Tiêu Phàm nhất định sẽ toàn lực cứu chữa cho Vân Phán Nhi. Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, màn đêm che khuất bầu trời, trên trời ánh sao lấp lánh, khắp nơi im ắng, hiển nhiên đã là đêm khuya, lại nói, thời gian không còn sớm. Ta phải trở về.
Công tử, Vô Song Thánh Thành này ta rất quen thuộc, ta đưa ngươi về. Vân Khê vội vàng nói, hắn khôi phục chiến đế cảnh, lộ ra khí thế oai phong. Cũng được. Tiêu Phàm ngẫm lại, gật đầu nói, lập tức đạp không mà lên. Vân Khê mang theo Vân Phán Nhi vội vàng đuổi theo, hướng đến vị trí chiến hồn điện. Chỗ ở tu sĩ Đại Ly Đế Triều trong chiến hồn điện, đám người bàn tử, quan tiểu thất chờ đợi rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Phàm, trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Nhị ca, ta cảm giác tam ca gần đây tâm sự nặng nề, huynh ấy có chuyện gì không? Quan tiểu thất nhìn bàn tử hỏi. Trong lòng bàn tử hơi trầm xuống, hít sâu một hơi lắc lắc đầu nói, có lẽ không có chuyện gì, lão tam làm việc so với ngươi và ta đều chu đáo hơn nhiều. Huống chi ta cũng nhìn không thấu hắn, những người khác muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Mặc dù nói như vậy, nhưng tảng đá lớn trong lòng bàn tử vẫn không buông xuống, dù sao, nơi này chính là Vô Song Thánh Thành, có nhiều tu sĩ có thể uy hiếp được tính mạng Tiêu Phàm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, bàn tử biết rõ Tiêu Phàm đến Vô Song Thánh Thành là vì cái gì. Bàn tử dù sao cũng là đệ tử Đại Ly Đế Triều, hắn biết rõ thân phận tiểu ma nữ. Nếu như bây giờ Tiêu Phàm đi tìm tiểu ma nữ, 8-9 phần sẽ là con đường chết. Tiêu Phàm, người cút ra đây. Đột nhiên, một tiếng gầm lên từ ngoài viện truyền đến, hồn lực ba động đáng sợ quét sạch 4 phương 8 hướng, sát khí bao phủ cả tòa tiểu viện. Bàn tử cùng quan tiểu thất đang lúc thất thần, trong nháy mắt liền tỉnh táo, sầm mặt lại, tiểu kim cùng tiểu minh xuất hiện, mới thoáng cái, tu sĩ Đại Ly đồng loạt xuất hiện ở 4 phía. Không đợi bọn bàn tử đi ra khỏi tiểu viện, cửa sân đã bị một đao bá đạo chém tới, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn phiêu tán trên không trung. Tốc độ đao khí không giảm, xông thẳng đến bọn bàn tử. Hừ, bàn tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một chưởng, hồn lực ngưng tụ thành một đạo chưởng cương to lớn quét ngang ra, đao khí nổ tung lên, 4 phía dâng lên một trận hồn lực phong bạo đáng sợ. Đám người bàn tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vị trí cửa sân. Mấy thân ảnh rơi vào tầm mắt bọn hắn, cầm đầu là một thanh niên mặc chiến bào màu xanh lam. Thanh niên dáng người khôi ngô, mái tóc dài đen bay múa tại hư không, mắt dưới lông mày rất sáng, mặt như ngọc quan, sống mũi cao, tư thế hiên ngang, bá khí phi phàm. Tiêu Phàm, lăn ra đây nhận cái chết, thanh âm lạnh lẽo từ trong miệng thanh niên chiến bào màu xanh lam thốt ra, sát khí trùng thiên, nhiệt độ trong sân hạ thấp mấy độ. Lôi Thương Hải. Ngươi là cái thá gì, còn dám tới đây giễu võ dương oai. Quan tiểu thất căm tức nhìn thanh niên chiến bào màu xanh lam nói, sát khí tản ra. Hắn liếc mắt liền nhận ra Lôi Thương Hải. Lần trước trên phi độ chiến thuyền, Lôi Thương Hải từng giao thủ với Tiêu Phàm, lúc trước không chiếm được ưu thế nào, không nghĩ tới bây giờ hắn lại tìm tới cửa. Ồn ào, Lôi Thương Hải quát lạnh một tiếng, lách mình đánh một chưởng hướng về quan tiểu thất, quanh thân hắn lóe ra lôi điện bạch sắc. Lốp bốp rung động, thanh thế kinh người. Cút, bàn tử tiến lên một bước, ngăn khuất trước người quan tiểu thất, gầm thét một tiếng, hư không mãnh liệt run rẩy một cái, trong miệng bàn tử thốt ra một tia chớp màu trắng, nhào về phía Lôi Thương Hải. Oanh một tiếng, trường cương của Lôi Thương Hải cùng tia chớp màu trắng đâm vào cùng một chỗ. Lôi Thương Hải lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bàn tử, trầm giọng nói, lôi điện ý chí, ngươi là ai? Đại Ly Đế Triều, Nam Cung Tiêu Tiêu, bàn tử hai tay buông xuống, thần sắc lạnh lùng nhìn Lôi Thương Hải. Đại Thương Đế Triều, Lôi Thương Hải, nghe bàn tử tự giới thiệu, trong lòng Lôi Thương Hải cảm giác nặng nề. Hắn tất nhiên biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu là ai, đây chính là truyền kỳ của Đại Ly Đế Triều. Có điều hắn không mảy may sợ hãi, lạnh lùng nhìn đám bàn tử, bộ dáng cao cao tại thượng, lạnh giọng nói, chỉ cần các ngươi giao Tiêu Phàm ra. Ta tha chết cho các ngươi. Lôi Thương Hải, cái tên này hình như ta từng nghe nói qua. Chẳng lẽ ngươi không biết, trên phi độ chiến thuyền, Tiêu Phàm giết một người tên Lôi Thương Lan sao? Lôi Thương Hải này chính là huynh trưởng Lôi Thương Lan. Trước đó Lôi Thương Hải còn giao thủ qua với Tiêu Phàm, chỉ là do trên phi độ chiến thuyền không tiện chiến đấu, cho nên bây giờ mới đến tìm Tiêu Phàm báo thù. Ta biết rồi. Nghe nói Lôi Thương Hải là một trong những cường giả được Tam Đại Chuẩn Đế cho thông qua lần sơ tuyển Nam Vực Đại Bỉ này, chỉ cần hắn đột phá chiến đế cảnh, liền có thể trở thành đệ tử Lôi Gia Vô Song Thánh Thành. Trở thành đệ tử Lôi Gia. 2. Lần này Tiêu Phàm gặp phiền phức rồi.
Tu sĩ Đại Ly nghe được lời của Lôi Thương Hải, hít vào ngụm khí lạnh, không ít người âm thầm lui ra phía sau mấy bước, không dám nhìn thẳng vào mắt Lôi Thương Hải, sợ bị hiểu lầm. Tha mạng cho ta, nghe lời Lôi Thương Hải nói, bàn tử lại nhe răng cười một tiếng, tựa như nghe được chuyện vô cùng buồn cười, hắn rất khó chịu bộ dáng thiên hạ đệ nhất lão tử của Lôi Thương Hải kia. Chưa nói ngươi chỉ là chiến đế cảnh sơ kỳ, cho dù ngươi là chiến đế cảnh trung kỳ thì thế nào, bàn gia ta không sợ. Vậy chắc ngươi cũng biết rõ, Tiêu Phàm là gì của ta. Thần sắc bàn tử cứng lại, hai mắt đỏ lên màu máu, sát ý đáng sợ bộc phát. Ta mặc kệ hắn là gì của ngươi, nếu không giao Tiêu Phàm ra, ngươi phải chết, bọn hắn cũng phải chết. Ánh mắt Lôi Thương Hải lạnh lẽo đảo qua mấy chục tu sĩ đại ly, tựa như đang liếc nhìn một bầy kiến hôi. Chết tiệt, bị ghi thù rồi. Một vài tu sĩ đại ly trong lòng thầm mắng, chửi bới tổ tông 18 đời Tiêu Phàm một lần. Có điều cũng có vài người con ngươi vô cùng kiên định, không hề mảy may sợ hãi. Trong đó, có một thiếu nữ chiến ý lặng lẽ dâng lên, thiếu nữ không phải ai khác mà chính là Thất Dạ Cố Vũ Hề. Nàng biết rõ, cả đời mình cũng không cách nào vượt qua Tiêu Phàm, cho nên cũng không cố chấp đuổi theo Tiêu Phàm nữa. Đến chính nàng cũng không biết, bản thân mình trở thành người ủng hộ Tiêu Phàm từ lúc nào. Ngươi thực sự coi mình là thiên hạ đệ nhất, dù có là chiến đế, ngươi cũng được tính là cái thá gì. Bàn tử cũng không nhịn được nữa, chiến ý toàn thân lặng lẽ bộc phát, bước chân đạp mạnh, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Bộ pháp của hắn không có gì cuốn hút, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Lôi Thương Hải, một quyền bạo tạc giận oanh mà ra, đan sen lôi điện chi lực, hung mãnh vô biên. Tự tìm cái chết, Lôi Thương Hải không nghĩ đến bàn tử không chào hỏi mà đánh luôn. Mặc dù hắn từng nghe nói cái tên bàn tử, nhưng mà chẳng qua là nghe từ lúc trước, cho nên cũng không có để bàn tử vào mắt. Nhìn thấy bàn tử một quyền đánh tới, Lôi Thương Hải bỗng nâng tay phải lên, một quyền tương tự nghênh đi lên, hư không rung động ầm ầm, lôi điện chi lực va chạm kịch liệt. Oanh, hai người đan vào cùng một chỗ, từng đạo lôi điện bạch sắc cùng kim sắc răng đầy hư không, như vô số xúc tu nhảy múa, hư không như bị cắt thành mấy mảng. Tiếng sấm bén nhọn cực kỳ chói tai, người cách gần đó màng nhĩ có chút đau nhức. Các ngươi nói trận chiến này ai thắng? Trận này thật đúng là đoán không được, hai người Lôi Thương Hải cùng Nam Cung Tiêu Tiêu ở thời điểm sơ tuyển đều sấp xỉ kiên trì một canh giờ, đều là thiên tài số một số hai. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói Lôi Thương Hải đã đột phá chiến đế cảnh giới, chính là một trong tam đại cao thủ thế hệ trẻ tuổi của cửu đại đế triều, Nam Cung Tiêu Tiêu nhất định không phải là đối thủ. Động tính to lớn thu hút không ít tu sĩ vây xem, nơi này ở hầu như đều là tu sĩ cửu đại đế triều. Bình thường đều quen biết hai người kia, bọn hắn cũng rất chờ mong trận chiến này. Chỉ thế này thôi à? Lôi Thương Hải lạnh lùng cười một tiếng, nhe răng trợn mắt nhìn bàn tử. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng hắn xúc động muốn chửi thề, bàn tử còn hiếu thắng hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Phải không? Bàn tử mị mị hai mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cuồng bạo dũng mãnh truyền tới cánh tay phải hắn. Âm thanh như sấm sét ầm ầm không dứt. Ngay sau đó, hồn lực ba động trên cánh tay phải bàn tử tăng vọt gấp bội, cánh tay bỗng dùng sức đẩy về phía trước. Két một thanh âm nứt xương vang lên, cánh tay phải Lôi Thương Hải vừa thu lại. Nếu như không thu hồi cánh tay để giảm đi lực trùng kích của bàn tử, cánh tay phải hắn tuyệt đối sẽ bị bẻ gãy. Tam đại chuẩn đế, xem ra cũng chỉ hữu danh vô thực thôi. Bàn tử thấy thế, nụ cười khóe miệng lạnh hơn, dưới chân giẫm một cái trên không, lập tức bay ngược mà ra như đạn pháo, quyền cương tản ra lực lượng vô cùng đáng sợ, nện ở trên ngực Lôi Thương Hải. Phốc, Lôi Thương Hải chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào không thôi, trong miệng liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ bừng lên, xương tay phải nổ tung, ngực đều đổ sụp xuống dưới. Có thể thấy một quyền này của bàn tử đáng sợ thế nào. Nhưng mà bàn tử căn bản không có ý buông tha hắn. Bàn tử thu hồi bàn tay, chân vung một trường, một cước giẫm ở trên ngực Lôi Thương Hải, giống như một tảng thiên thạch nhanh chóng rơi đập xuống mặt đất. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, một tiếng ầm vang lên, thân thể Lôi Thương Hải đập tại trên mặt đất, khiến mặt đất rung động mãnh liệt, kẽ nứt to lớn lan tràn về bốn phương tám hướng, tóe lên vô số bụi bặm. Cái này, đám người mắt trợn tròn.
trong lòng bỗng nhiên rung động mạnh, đây chính là Lôi Thương Hải một trong tam đại chuẩn đế, lại bị người ta một cước giẫm thụt vào trong mặt đất. Tất cả tu sĩ đại thương đế triều đi theo Lôi Thương Hải đều lạnh run, trong lòng bọn hắn, Lôi Thương Hải chính là thần thoại không ai có thể chiến thắng, nhưng mà hôm nay lại bị tu sĩ khác đánh bại, điều này khiến bọn hắn làm sao tiếp nhận nổi. Đúng lúc này, thân thể bàn tử nhảy lên thật cao, nhẹ như yến lui về tại chỗ, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm bụi bặm phía trước, thở gấp một ngụm. Hồi lâu, bụi bặm chậm rãi tiêu tán, lập tức lộ ra tất cả bên trong, chỉ thấy một thân ảnh máu me khắp người, nửa quỳ trong đống phế tích, quần áo toàn thân rách nát, trên mặt còn có một dấu giày đỏ tươi. Người đó chính là Lôi Thương Hải. Thật là bi thảm. Đám người thầm nghĩ, trong lòng co quắp run rẩy. Đây đâu phải là Lôi Thương Hải vừa rồi không ai bì nổi, ngạo khí trùng thiên, bây giờ trông chẳng khác gì một chú hề nhảy nhót, chẳng lẽ cái gọi là tam đại chuẩn đế chỉ có trình độ này? Người tài nghệ chỉ thế này, còn muốn đấu cùng lão tam? Người còn chưa xứng để lão tam động thủ, bàn tử mặt coi thường. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm đến chiến đế hậu kỳ còn có thể giết. Dù Lôi Thương Hải nhân vật thiên tài trong giới cùng cấp, cũng không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm. Cho dù là bản thân bàn tử cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng Tiêu Phàm, huống chi là Lôi Thương Hải. Cái gọi là tam đại thiên tài của cửu đại đế triều, trong mắt bàn tử hắn cũng chỉ như vậy, huống chi là trong mắt Tiêu Phàm. Ngươi còn chưa xứng để lão tam động thủ. Nghe lời này, trên trán Lôi Thương Hải nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, mùi vị bị vũ nhục, ai cũng đều không dễ chịu, huống chi là tuyệt thế thiên tài như hắn. Ta muốn xé xác ngươi. Lôi Thương Hải gào thét ra từng chữ, quanh thân đan sen lôi điện chi lực cuồn cuộn, một cỗ hồn lực ba động đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Trên đỉnh đầu hắn lơ lửng hư ảnh một chuôi lôi đao kim sắc to lớn. Kim sắc lôi điện giống như xiềng xích, tàn phá bừa bãi, gào thét tại hư không. Bát phẩm chiến hồn tinh lôi đao, dựa vào cái này còn chưa đủ. Bàn tử mị mị hai mắt, thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, khí thế quanh thân bàn tử phóng đại, một cỗ chiến ý cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra, toàn thân thiêu đốt lên một cỗ khí diễm bạch sắc đáng sợ. Giống, hai tay chấn động, đỉnh đầu bàn tử đột nhiên hiện ra một kim sắc cự ngưu tầm 10 trượng. Cự ngưu ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế cuồn cuộn quét sạch bốn phương tám hướng. Cửu phẩm chiến hồn, kim cương đại lực thần ngưu xuất hiện. Kim cương đại lực thần ngưu, hittittittê đám người thấy thế. Hít một hơi lạnh, rất nhiều người còn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy cửu phẩm chiến hồn, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Bọn hắn rốt cục hiểu vì sao bàn tử có thể một quyền đánh bay Lôi Thương Hải. Hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, trong những người cùng cấp, mấy người có thể địch lại. Kim cương đại lực thần ngưu thì thế nào, ta sẽ để ngươi thấy rõ chênh lệch giữa chiến đế cảnh và chiến hoàng cảnh. Ngươi cho rằng vừa rồi đánh lén thành công. Bây giờ chính diện giao phong có thể là đối thủ của ta sao? Lôi Thương Hải khuôn mặt dữ tợn, không hề sợ hãi. Khí tức trên người hắn phát ra đáng sợ tới cực điểm. Con người đám người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, vậy mà Lôi Thương Hải thực sự đã đột phá đến chiến đế cảnh. Chiến đế cảnh như hắn đã có thể giao phong cùng thiên tài vô song thánh thành rồi. Bớt nói nhảm đi, lăn tới đây nhận lấy cái chết. Bàn tử đâu có sự dễ dàng. Một quyền vừa rồi không đánh nổ ngươi, ngươi còn vểnh mặt lên tận trời. Dù ngươi đột phá chiến đế cảnh thì đã sao, lão tử ta đã từng giết qua chiến đế cảnh trung kỳ. Lôi Thương Hải ngươi mặc dù là chiến đế cảnh sơ kỳ miễn cưỡng cũng coi là một thiên tài, mới có thể cùng chiến đế trung kỳ bình thường chiến một trận, nhưng mà vẫn không lọt vào mắt lão tử. Bây giờ khoảng cách của lão tử đến chiến đế cảnh cũng chỉ còn một đường, giống như một tờ giấy mỏng. Trong nháy mắt có thể phá, há lại phải sợ ngươi sao? Vội vã tìm cái chết như vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lôi Thương Hải hét lên giận dữ, mở bàn tay ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường đao màu vàng óng, một cỗ đao thế không thể địch nổi nở rộ ra, khí thế khiếp người. Khó trách hắn tự tin như vậy, hóa ra là bát phẩm tinh lôi đao, kết hợp cùng chiến hồn, thực lực quả thực cường đại hơn mấy phần. Trong lòng bàn tử hơi trầm xuống. Hắn cũng không khinh thường Lôi Thương Hải, trong tay cầm chiến thiên kích, lôi điện quanh thân sen đầy trời, lan khắp hư không. Tinh vẫn thiên trảm, Lôi Thương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao hướng lên trời, từ trên cao chém xuống,
kim sắc đao hà xuất hiện, giống như đuôi sao chổi, chia hư không thành hai nửa. Nhìn kỹ, đó hoàn toàn là do lôi điện ngưng tụ thành, một đao kia, tựa như có thể chém nát sao trời, uy thế kinh thiên. Không thể không nói, thực lực lôi thương hải thật đúng là rất cường đại, chỉ phát ra hồn lực ba động thôi cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Có thể tại vòng sơ tuyển Nam vực đại bỉ kiên trì một canh giờ, không chỉ đơn thuần dựa vào vận khí, còn dựa vào thực lực nữa. Cũng chỉ có người như bàn tử mới có thể không thèm để hắn vào mắt. Huyền Long ngũ trảm, đối mặt với thế công bá đạo của lôi thương hải, bàn tử lạnh lùng phun ra một thanh âm, một kích oanh sát ra, dường như ẩn chứa lực lượng thiên địa đáng sợ. Những nơi chiến thiên kích đi qua, ngưng tụ thành một lôi long lớn đến mấy chục trượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía lôi thương hải. Huyền Long ngũ trảm, chính là chiêu thứ 5 trong chiến kỹ Huyền Long cửu trảm mà lúc trước Tiêu Phàm đưa cho bàn tử, uy lực thông thiên, có thể trảm được chiến đế. Oanh, một kích cường thế của hai đại thiên tài mãnh liệt đâm vào cùng một chỗ, hồn lực phong bạo đáng sợ bập bềnh hướng về bốn phía, đợt sau mạnh hơn đợt trước, cả tòa tiểu viện trực tiếp bị san bằng. Bốn phía đồng loạt lui lại, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, tiếng vang cực lớn kinh động không ít tu sĩ chiến hồn điện vây xem. Hay đấy, còn chưa tham gia Nam vực đại bỉ, vậy mà đã đánh rồi. Bất luận người nào chết, về sau đều sẽ bớt đi một đối thủ, đây là chuyện tốt, tốt nhất là đồng quy vu tận, vậy thì sẽ bớt được hẳn một đôi. Nam vực đại bỉ có thêm một người cũng không nhiều, ít đi một người cũng không ít. Chẳng lẽ các ngươi còn kỳ vọng những người đến từ bên ngoài như bọn hắn có thể có thành tích tốt sao? Bọn hắn chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn thôi. Tu sĩ chiến hồn điện bộ dáng cười trên nỗi đau của người khác. Trong mắt bọn họ, người cửu đại đế triều vẻn vẹn chỉ là người ngoài, không đáng nhắc tới. Dù ngẫu nhiên sinh ra một hai thiên tài, tới vô song thánh thành tựu cho mình là nhất, đều sẽ nhanh chóng bỏ mạng. Trong mắt bọn họ, người ngoài chỉ là bàn đạp cho tu sĩ thánh thành bọn hắn mà thôi. Sau nửa ngày, trong tiểu viện khôi phục yên tĩnh, lập tức để lộ ra hai thân ảnh, bàn tử cùng lôi thương hải hai người vẫn kiên trì, chiến thiên kích cùng tinh lôi đao đụng đâm vào cùng một chỗ, lôi đình quay cuồng. Ngươi hiện tại đã biết rõ chênh lệch giữa chiến hoàng cảnh và chiến đế cảnh chưa? Hiện tại ngươi chắc đã thấy hối hận vì ngăn cản ta. Lôi thương hải nhe răng cười, từng bước một đẩy về phía bàn tử. Nơi xa, quan tiểu thất, tiểu kim, lâu ngạo thiên sắc mặt rất nghiêm túc, trong lòng lo lắng vô cùng, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy bản tử bị người khác áp chế về mặt sức mạnh. Cũng chỉ có thế này thôi à. Sắc mặt bản tử vẫn vô cùng bình tĩnh, chân phải đạp mạnh, chiến ý tăng vọt, lực lượng lần nữa bạo phát, trong nháy mắt thân hình sững lại, mặc cho lôi thương hải dùng lực thế nào cũng không thể đẩy thêm một bước. Vừa rồi còn chưa phải toàn bộ thực lực của ngươi. Lôi thương hải kinh hãi một trận, đồng thời cũng hoàn toàn phẫn nộ. Bản thân hắn là chiến đế cảnh, một tiểu tử chiến hoàng cảnh giao phong cùng mình, vậy mà còn dám giữ lại thực lực. Ngươi còn chưa xứng để ta thi triển toàn lực. Trong mắt bản tử tràn ngập sát ý vô cùng vô tận, nhìn lôi thương hải nói, ta thực cũng có chút hối hận vì để ngươi đắc chí lâu như vậy, tự cao tự đại lâu như vậy. Tiếng nói vừa phát ra, bước chân bản tử đạp ra ngoài. Chiến thiên kích tách ra lực lượng bạo tạc, trực tiếp oanh sát ra ngoài. Hư không mãnh liệt lay động, run rẩy không ngớt, thiên lôi ý chí đáng sợ mang theo lực lượng cuồng bá áp bách xuống, như dãy núi cự phong, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Thanh âm kim loại cọ sát chói tai vang lên, sắc mặt lôi thương hải khó coi vô cùng, toàn thân phóng thích ra hồn lực vô tận, muốn ngăn lại áp chế của bàn tử. Nhưng mà, cho dù hắn dùng hết toàn lực, vẫn không mảy may ngăn cản được, lực lượng bàn tử quá là đáng sợ. Huyền Long lục trảm, một tiếng quát như sấm từ trong miệng bàn tử truyền ra, trời đất rung động, chiến thiên kích bộc phát ra uy thế thông thiên, hóa thành một lôi long to lớn quét ngang mà ra, tinh lôi đao phát ra tiếng ken két, tựa như muốn nổ tung. So với Huyền Long ngũ trảm trước, Huyền Long lục trảm này uy lực chí ít mạnh hơn gấp 2 lần. Chiến kỹ Huyền Long cửu trảm, mỗi khi chém thêm một cấp, uy lực đều sẽ bạo tăng, lôi thương hải làm sao có thể ngăn cản được. Lôi thương hải chỉ cảm thấy linh hồn mình suýt chút bị chấn nát, máu tươi trong miệng cuồng phún, thân thể lung lay sắp đổ. Dài dòng với ngươi lâu như vậy, ngươi thực coi là bản thân có bao nhiêu thực lực. Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi đến cùng là thể loại gì,
lại dám đến tìm lão tam gây phiền phức. Bàn tử trợn mắt quét qua, chiến thiên kích gắng sức chém xuống, lạnh như băng phun ra một chữ, giết. Oanh, uy thế lôi long ngập trời trong nháy mắt bao phủ Lôi Thương Hải, quang mang chói lọi vô cùng, khiến người ta không mở ra được hai mắt. Mọi người không cần nhìn cũng biết rõ, một kích này chém xuống, Lôi Thương Hải tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Ai cũng không nghĩ tới, một trong tam đại cường giả cửu đại đế triều, Lôi Thương Hải, vậy mà lại bị bàn tử trực tiếp nghiền ép, thật quá không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ đại thương đế triều nơi xa thần sắc khó coi tới cực điểm, bọn hắn đi theo Lôi Thương Hải đến đây tìm Tiêu Phàm gây phiền phức. Hiện tại hay rồi, Tiêu Phàm chính chủ còn chưa xuất hiện, Lôi Thương Hải đã sắp bỏ mạng nơi này. Ân, cũng đúng lúc này, bàn tử đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm không trung, chỉ thấy một tia chớp vàng xẹt qua hư không, xông thẳng lôi điện chi hải mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Bàn tử thấy thế, chiến thiên kích quét qua, thân thể thừa cơ nhanh chóng lùi về phía sau. Kim sắc lưu quang đến rất nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ là cái gì, chỉ thấy bàn tử nhanh chóng lùi về phía sau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Lôi Thương Hải phản kích, dọa bàn tử không thể không chạy trốn. Có điều lúc nhìn về phía lôi hải kia, một cỗ đáng sợ khí tức từ trong lôi hải truyền đến. Con người đám người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mãnh liệt rung động, không ít người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong lôi hải, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là một thanh niên tuấn giật, toàn thân lộ ra lôi điện chi ý vô cùng cuồng bạo, lôi điện đầy trời vậy mà chỉ tới gần vần quanh bên cạnh hắn, căn bản không làm gì được hắn. Thanh niên khoác chiến giáp kim sắc, mái tóc màu đen phiêu đãng bay, con người thâm thúy chứa lôi điện, khí thế khiếp người, trong lúc cử động cũng tản mát ra một loại khí thế bá đạo vô biên. Hắn đạp trên lôi điện đi tới từng bước một, trong tay hắn xách theo một bóng người, chính là Lôi Thương Hải vết thương chồng chất. Giờ phút này Lôi Thương Hải cơ hồ chỉ còn lại một hơi thở. Lôi ra Lôi Hạo, là Lôi Hạo, xếp thứ 6 trong Thánh Thành Bát Tuấn. Hắn tới để cứu Lôi Thương Hải, lần này bàn tử kia thảm rồi, Lôi Hạo từ lâu đã đột phá chiến đế cảnh. Nghe nói Lôi Thương Hải chỉ cần đột phá chiến đế cảnh liền có thể gia nhập Lôi ra, xem ra là thực, vậy mà Thánh Thành Bát Tuấn Lôi Hạo cũng xuất thủ cứu giúp. Đám người nhìn thấy thanh niên chiến giáp kim sắc, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một vài tu sĩ vừa tới Thánh Thành có thể không biết ai với ai, nhưng đều nghe qua Thánh Thành Bát Tuấn có những người nào, Lôi Hạo chính là một trong số đó. Bàn tử cau mày một cái, hắn ngược lại không biết cái gì mà Thánh Thành Bát Tuấn, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức cuồng bạo mà nguy hiểm trên người Lôi Hạo. Người này còn cường đại hơn rất nhiều so với Lôi Thương Hải. Ngươi là người mới tới. Lôi Hạo mở miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tử, trong mắt đều là vẻ coi thường, sau đó ném Lôi Thương Hải qua một bên. Phải thì thế nào, bàn tử đã sớm được chứng kiến sự cao ngạo của tu sĩ Thánh Thành, có điều, cao ngạo này chỉ là bọn hắn tự cho là đúng thôi. Kệ ngươi là cái gì Thánh Thành Bát Tuấn, cũng như Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Thành Bát Tú lúc trước, không phải đều bị hắn và Tiêu Phàm dẫm ở dưới chân sao. Lôi Hạo mị mị hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bàn tử, tựa như muốn nhìn thấu bàn tử. Dám nói chuyện với thiếu chủ như thế, ngươi thực sự muốn tìm cái chết. Lôi Thương Hải lấy lại tinh thần, sát khí nặng nề nhìn bàn tử, quát lạnh nói, thiếu chủ, giết hắn. Đồ vô dụng, ngươi dám ra lệnh cho ta, ngươi là thiếu chủ hay ta là thiếu chủ. Lôi Hạo lạnh lùng trừng mắt với Lôi Thương Hải, một cước liền đạp Lôi Thương Hải ra ngoài. Lôi Thương Hải bị đau kêu oai oái. Tu sĩ bốn phía câm như hến, chỉ có thể mặc niệm cho Lôi Thương Hải, dám vênh mặt hất hàm sai khiến Lôi Hạo, không phải là muốn chết sao. Đừng tưởng rằng Lôi Hạo xuất thủ cứu ngươi thì hắn sẽ không giết ngươi. Nếu để cho hắn khó chịu, chẳng cần biết ngươi là ai, giết trước đã rồi tính. Lôi Thương Hải nghe vậy, lập tức bị dọa đến một câu lời cũng không dám nói. Hắn mặc dù ở Đại Thương Đế Triều là thiên tài không ai bì nổi. Nhưng mà hắn biết rõ mình còn kém xa Thánh Thành Bát Tuấn. Vô song Thánh Thành lôi ra phía sau hắn càng không thể so sánh, Lôi Thương Hải tất nhiên không dám đắc tội Lôi Hạo. Ngay cả chó của Lôi ra ta ngươi còn dám giết, ai cho ngươi cái gan lớn vậy? Lôi Hạo đột nhiên trừng mắt quét qua, nhìn chăm chú bàn tử, trong mắt bắn ra khí tức sắc bén, khiến người ta cảm thấy da rẻ đau nhức. Bàn tử hơi nhíu mày, Lôi Hạo này thật đúng là quá bá đạo. Coi Lôi Thương Hải là chó thì cũng thôi,
còn dám trước mặt mình giễu võ Dương Oai như vậy. Không ít tu sĩ bốn phía vẻ mặt đáng thương nhìn Lôi Thương Hải. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, khóe sâu đáy mắt Lôi Thương Hải lóe qua sát ý lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân luôn tự hào vì trở thành đệ tử Lôi gia vô song thánh thành. Nhưng sự kiêu ngạo của bản thân, ở trong mắt người khác lại không đáng nhắc tới như vậy, thậm chí còn bị người ta dẫm đạp dưới lòng bàn chân, tùy tiện trà đạp. Mà người trà đạp kiêu ngạo của hắn, lại đến từ gia tộc hắn kiêu ngạo, điều này khiến trong lòng Lôi Thương Hải vô cùng phức tạp. Hắn hận không thể một cái tát chết Lôi Hạo, nhưng mà Lôi Thương Hải càng hận bàn tử hơn. Nếu như không phải bị bàn tử đánh bại, Lôi Hạo tuyệt đối không dám xem thường hắn như vậy. Bàn tử Thương Hải nhìn Lôi Thương Hải một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Hạo, cười nhạt nói, mấy ngàn năm trước, Lôi Thương Hải chưa biết chừng cùng một tổ tông với ngươi. Ngươi nói hắn là chó, vậy ngươi là cái thứ gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường câm như hến, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bàn tử, lộ ra vẻ khó tin. Khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Hạo ngày càng âm trầm, hắn tất nhiên nghe một cái là hiểu, bàn tử đang mắng Lôi Hạo hắn cũng là chó. Chủ yếu nhất là, Lôi Hạo còn không thể phản bác gì, dù sao bàn tử nói không sai, Lôi Hạo cùng Lôi Thương Hải đều họ Lôi, rất có thể là cùng một tổ tông. Ngươi tự tìm cái chết, tất cả phẫn nộ đều chuyển hóa thành sát ý, trong miệng Lôi Hạo phun ra một thanh âm rét lạnh, thanh âm suy suy kêu to không ngừng vang lên, Lôi Hạo đưa tay vung ra một đạo kim sắc quang mang. Quang mang không ngừng xoay tròn, khuấy động bốn phía, xa xa nhìn lại, tựa như một quang luân kim sắc to lớn. Có thể xé nát tất cả, dù là cách hơn mấy trượng, bàn tử cũng cảm thấy da rẻ có chút đau nhói. Bàn tử không dám khinh địch, chiến thiên kích quét ngang ra, Lôi Long lấp lóe, xông thẳng đến kim sắc quang luân kia. Phốc phốc, kim sắc quang luân sắc bén vượt qua bàn tử tưởng tượng, cho dù là Lôi Long công kích ẩn chứa lôi điện ý chí, cũng trong nháy mắt bị kim sắc quang luân xé nát, không mảy may ngăn cản được. Hơn nữa, tốc độ kim sắc quang luân không giảm. Lần nữa đánh tới hướng bàn tử. Bàn tử không dám chính diện giao phong, kim sắc quang luân này quá mức sắc bén, căn bản lực lượng không thể phá giải. Có chiến thiên kích, bàn tử cũng không bị uy hiếp gì tới tính mệnh, nhưng mà đây mới vẻn vẹn là một kích của Lôi Hạo mà thôi, nếu như ngay cả một kích này còn không phá giải được, thì làm sao đối chiến với Lôi Hạo đây? Tiểu Kim, Quan Tiểu Thất, Lâu Ngạo Thiên tất cả đều lộ vẻ lo lắng, đây chính là thiên tài thánh thành sao? Tùy ý một kích mà thậm chí ngay cả bàn tử cũng không ngăn cản nổi, nếu như toàn lực xuất thủ, thì ai là đối thủ của hắn? Khó trách đến Lôi Thương Hải cũng giận mà không dám nói gì. Đám tiểu kim chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ, dù phải đắc tội Lôi ra, bọn hắn cũng sẽ không để mặc bàn tử bị giết. Chỉ có bàn tử sắc mặt khá là bình tĩnh, trong nháy mắt cấp tốc lui ra phía sau mấy chục trượng, lập tức liên tiếp vung ra mấy kích, từng đạo Lôi Long đánh về kim sắc quang luân kia. Thanh âm bén nhọn chói tai vang lên, sau một lát, kim sắc quang luân cùng mấy đạo Lôi Long đồng loạt nổ tung. Bàn tử buông lỏng một hơi, trong lòng nghĩ thầm, ý chí công sát thật đáng sợ, lại dung hợp lôi điện ý chí và sát phạt ý chí cùng một chỗ, muốn đánh bại hắn, Huyền Long cửu trảm đoán chừng không dùng được, dù sao ta vẻn vẹn chỉ có thể thi triển ra trảm thứ bảy, ngược lại là vừa rồi học được chiêu đầu tiên trong nghịch loạn ngũ thức ở chiến thiên bí điển, có lẽ có thể thắng hắn. Đạt tới cảnh giới này như bọn hắn, chỉ cần thực lực chênh lệch không quá lớn, có lúc chỉ cần nhìn vào một chiêu đơn giản của đối thủ liền có thể đánh giá được thực lực đối phương. Lôi Hạo mặc dù rất mạnh, nhưng mà bàn tử vẫn chưa tới mức độ phải sợ hãi, cũng chỉ có cường giả như bọn hắn, chênh lệch giữa chiến đế cảnh cùng chiến hoàng cảnh mới có thể chân chính thể hiện ra. Chiến hoàng cảnh, vậy mà lĩnh ngộ lực lượng ý chí, khó trách ngươi có thể đánh bại Lôi Thương Hải. Lôi Hạo khóe miệng dương lên, từng bước một đi về hướng bàn tử, mỗi một bước đi, khí thế đều tăng lên không ít, sát cơ tản phá tứ phía. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.